Progress. Thính để chúng bật cam lên, chúng ta luyện tập rồi chúng ta học. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm trước chúng ta đã học qua mấy bài, từ phần tổng quan cho đến phần để chuyên sâu về thập thiện nghiệp đạo. Và đối lập với thập thiện nghiệp đạo là thập bất nghiệp đạo, tức là 10 cái bất thiện. Hai cái nhóm pháp này thì nó đối lập nhau. Khi chúng ta xử lý được một nhóm A thì cũng có nghĩa rằng chúng ta đã xử lý được nhóm B. Dĩ nhiên là trong cái phạm vi của nó cũng có cái sự khác biệt nhất định. Nhưng nếu mà chúng ta mà giải quyết triệt để được một nhóm thì cũng có nghĩa rằng là chúng ta cũng là khá là lãm tường và giải quyết được nhóm kia. Do vậy khi mà học qua cái nhóm thập thiện nghiệp đạo á, thì trong đó là Đức Phật luôn luôn giới thiệu về cái bất thiện nghiệp trước, như hôm trước đã giải thích rồi. Và cái bài kinh giới thiệu mà gọi là khá là ư là căn bản, nó trở nên là rất là đặc biệt ở trong kinh Tạng Nikaya nói chung và kinh Trung Bộ nói riêng á, là kinh gì? Vị nào nhớ? Trần Thị Hồng Phúc. Có nhớ không? Phật tử Trần Thị Hồng Phúc nè. Tôi nhớ bài kinh sư giới thiệu đó, bài kinh gì không? Chậm quá. Phật tử Nguyễn Thị Hồng. Quý Phật tử phải vô đây lớp học là với tinh thần sẵn sàng, là bấm mic để trả lời nha. Cái đây nó cũng trở nên là một trong những cái chuẩn mực của người học trò. Rồi, Phật tử mà sư mới gọi đó, có trả lời được không? Cũng không chậm quá. Cô là Như Liên, La Thị Linh Kiều. Ban quản trị phải mở mic cho đại chúng. Họ báo rằng là không được việc mở mic ạ. Dạ thưa sư, con mở mic rồi nhưng mà con không nhớ bài kinh đó, con xin lỗi. Rồi, rồi, không nhớ bỏ qua. Đạo Phúc. Đạo Phúc nhớ bài kinh gì không? Dạ con kính bạch sư, đó là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ạ. Rồi, mời bỏ qua. Mời trở lại Phật tử Trần Thị Hồng Phúc. Hồi nãy có thể chưa kịp mở mic cho các vị. Dạ con bạch sư, đó là bài bài kinh Chánh Tri Kiến ạ. Hay quá, hoan hỷ. Bài kinh Chánh Tri Kiến số mấy ở trong Trung Bộ Kinh? Là bài kinh số 9 ạ. Vâng, bài kinh đó cũng là một bài kinh vô cùng sâu sắc. Sự bảo đảm với quý vị á, là trong chúng ta đây cũng chưa có ai lãm tường hết bài kinh đó một cách là thấu triệt đâu, bao gồm luôn cả sư nữa. Nếu sư mà lãm tường một cách trọn vẹn thì sư chứng đắc đạo quả mất rồi. Với cái lý giải nhân duyên hai chiều thuận nghịch, từ là vô minh cho đến là sanh lão tử, và từ lão tử nó trở ngược lại. Mà nếu mà quán mà thấu tột bằng cái sự kinh nghiệm chứng đắc của mình á, thì sự chứng đắc đạo quả mất rồi, đúng không? Cho nên quý vị cũng đừng có chủ quan nghĩ rằng là mình hiểu. Hiểu gì? Mình hiểu phần gọi là bằng cái tưởng tri thôi, chứ không phải hiểu bằng cái sự mà bằng kinh nghiệm chứng đắc của mình đâu. Sự lưu ý quý vị học kinh nhà Phật phải hiểu cho thấu đáo như vậy đó.
chứ đừng có nghĩ rằng là ô con đã học qua rồi, học qua học học hẳn biết vô minh hạnh thức danh sách lục nhập xúc thoái thủ hữu sư đọc ngược đọc xuôi gì cũng đọc cũng được, rồi các sư mà Bali giỏi Bali đọc tiếng Bali rành rọt nữa. Nhưng mà dẫu cho học Bali đi nữa, hoặc là đọc chữ Hán hoặc đọc chữ Việt gì nữa, nhưng mà nếu mà không có cái thời giờ tu tập, không có thời giờ suy nghĩ một cách sâu sắc quán triệt á, thì cũng không có thể phá vỡ được đâu. Mà chưa nói tới cái ba la mật của mình á, trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã thuần thục về cái pháp đó hay chưa. Trong bài kinh Chánh Tri Kiến này á, nó có nói đến 16 cái tiêu đề, hay nói cách khác là 16 vấn đề đó. Trong đó có vấn đề là thiện và bất thiện, nó trở thành là một trong những cái vấn đề quan yếu. Mà trong cái vấn đề thiện bất thiện là cái điều nó cái căn bản bất thiện và căn bản gì? Căn bản thiện. Còn là 10 chi pháp như là cái nó biểu hiện những cái thân cây ấy. Nó biểu hiện đây là thân cây, là lá, là cành, là hoa chứ đó. Nhưng mà cái gốc rễ nó nằm ở dưới cái mặt đất ấy. Nó nằm dưới cái thân cây ấy, là ba cái gọi là cái căn gội, cái gốc rễ, cái mù la. Cho nên nó là những bài kinh sư giới thiệu qua ở trong cái nhóm là về thiện và bất thiện là đã nêu rồi. Không những rằng là những bản kinh rất là cơ bản và nhiều bản kinh là chi tiết. Cho nên quý vị là nhiều khi học thấy cái môn này đi dễ rồi quý vị cũng vừa học bài. Nhưng mà khi mà đặt lại vấn đề là ngay cả pháp học cũng không nhớ nữa. Đừng có nói là pháp hành. Sư nói vậy để cho các vị cũng tự ý thức lại. Đừng có tưởng rằng là mình học thông thái rồi. Đây là cái bệnh nha, cái bệnh ngay cả sinh viên tốt nghiệp rồi á. Tốt nghiệp rồi không vừa học lại, cứ nghĩ rằng con tốt nghiệp rồi học gì nữa. Trời ơi, sư xin lỗi quý vị học không biết bao nhiêu kiếp nữa, cho nên không có đừng nói rằng tốt nghiệp chẳng qua là đánh dấu một giai đoạn thôi. Mà quý vị thấy rõ ràng trong 2 năm qua, quý vị bây giờ nhớ là những gì trong đầu quý vị không? Những gì quý vị kinh nghiệm không? Cũng chỉ là một mớ kiến thức là học vụn vặt đó đây thôi, chứ cũng phải chưa phải rằng là một cách hệ thống do mình sự hiểu biết. Nay mai học xong rồi á, quý vị có thời giờ tự nghiên cứu lại, à quý vị muốn sâu kết lại, mới thấy nó có một cái hệ thống. Còn bây giờ hiểu giờ là quý vị đang đối phó là chính. Nên quý vị phải nhớ như thế là mình đang 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 đối 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 phó để cho nó đủ điểm, cho mình cũng để cho mình cho qua truông rồi sau này mình học lại. Thì như vậy thì trong những bài trước là sư đã giới thiệu từ với các cái góc độ, từ góc độ trong kinh văn có, từ góc độ các sớ dạy có, và hôm nay học cũng cái bài thập thiện nghiệp đạo nhưng dưới góc độ là chú giải. Nó cái hai bài, cái hai bài nói về một là cái bài tập bất thiện mà dựa vào cái bài kinh Chánh Tri Kiến có ngày Chánh Minh ngày đã soạn. Cái bản mà quý vị là mua về hoặc là quý vị đau đau lót xuống sư mới kiểm tra lại trên mạng nó có. Cái bản gọi là luận giải Chánh Tri Kiến. Đúng ra là phải luận giải kinh Chánh Tri Kiến thì nó đầy đủ hơn. Cũng biết quá trình làm thế nào, bên trong thì có cái chữ kinh mà phía bìa bỏ mất chữ kinh mất à. Cho nên là phía bìa gọi là luận giải Chánh Tri Kiến. Nhưng bên trong ruột là sư kiểm tra lại là có chữ kinh. Đúng ra có chữ kinh nữa thì nó sẽ đầy đủ hơn. Đây là một cái bản luận là rất hay. Nếu quý vị thấy không, mình học kinh Trung Bộ quá chừng học mà chỉ cần một bản kinh luận giải, mình bản kinh Chánh Tri Kiến cái gì luận giải dày như thế này. Bản đó ngày xưa là sư có trong tủ sư nè, nhưng mà qua thời gian 5 tháng nó cũng vô thường, nó đi đâu mất tiêu rồi. Sách sư cũng nhiều lắm, sư sưu tập nhiều rồi, thời gian ai cứ mượn, nó mượn rồi nó đi ta đi ta ta bà ha. Nhưng mà sư may mắn là sư mới download lại, sư vô sư kiểm tra lại thấy có không, là có trên mạng. Quý vị download xuống mà chịu khó đọc lại cái bản luận Chánh Tri Kiến do sư Chánh Minh, do sư Chánh Minh là tổng hợp biên soạn lại từ những bản dịch của sư Thiện Phúc ở bên Thái đem về,
Rồi bản thân sư cũng nghiên cứu nữa, cho nên trong cái lời nói đầu á, sư có nói đó là cái công của sư là sưu tập, là tổng hợp. Đó là một cái bản kinh mà sư thấy rằng là bản thân sư cũng phải học đi học lại. Rồi như vậy thì hôm nay chúng ta học hai bài. Sư giới thiệu một là cái bản luận nhìn là thập bát thiện nghiệp dưới góc độ của trong cái tác phẩm luận luận giải chánh tri kiến. Hai là học là ba cái gốc rễ của phiền não thôi, đó là tham sân và si dưới góc độ Abhidhamma dựa theo tác phẩm Thánh Pháp Tập Biểu Luận mà quý vị đang học. Nói đến là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm tâm si. Như vậy thì cũng là một vấn đề nhưng mà được các vị luận sư giải thích một cách rộng rãi chi tiết đã quý vị thấy. Cho nên chúng ta học là càng lớn chúng ta học càng sâu, chứ không phải chỉ là cơ bản. Dĩ nhiên là học những pháp mà chi pháp từ thời Đức Phật, khi Đức Phật giảng như vậy là giảng pháp rất là phổ thông, rất là đại chúng cho nhiều trường hợp. Rồi cũng có nhiều trường hợp Đức Phật giảng chi tiết hơn. Rồi đến thời kỳ các vị luận sư về sau, các vị thấy cần phải phân tích hơn nữa bằng cái tuệ giác của các ngài. Cho nên chúng ta càng học càng thấy rằng cái sở học sở tri của các ngài nó rất rộng lớn. Do vậy chúng ta cần phải tiếp nhận đó là chỉ một vấn đề thôi. Và tương tự các vấn đề khác, vấn đề tội phước, các vấn đề ba la mật, rồi các vấn đề khác cũng vô cùng sâu sắc mà chúng ta chưa có thời giờ để triển khai. Vậy hôm nay chúng ta học hai bài, để sư coi thử cái bài nào. Bài nào sư thấy cũng hay rồi. Nếu mà cái bài đánh số là sư sẽ đánh số bài số 9 này, 10 bất thiện nghiệp này. Dưới góc độ của tác phẩm là luận giải chánh tri kiến này. Một bài nữa là tâm bất thiện ở Kusala Chitta của ngài giảng chánh. Hai tư liệu này có hết. Tuy nhiên là nếu mà không có giảng giảng trạch ra, thì cái gì không có chịu học, cho nên sư vừa là giới thiệu mà vừa phải giảng trạch để cho quý vị học. Bây giờ chúng ta học bài 10 bất thiện trước đi. Xin xe các bạn. Đây. Tức là 10 bất thiện nghiệp. Đó. Mà theo cách nhìn mình, nếu mà nói về cái tiêu đề mà cho nó chi tiết đó, là theo cách luận giải của tác phẩm luận giải chánh tri kiến. Thì cái 10 10 10 bất thiện nghiệp này có 6 cách phân tích. Ở theo trong sách gọi là phân tích theo chi pháp. Tamato hay là động cơ. Mà sư thấy rằng là phân tích theo cách động cơ, cái chữ động cơ này thì nó ổn hơn. Như ví dụ là bảy bất thiện nghiệp đầu thuộc gì? Thuộc về thân này, tức là thuộc về ba ba thân nghiệp và bốn ngữ nghiệp. Thì do cái gì là nó dẫn dắt nó điều động? Cho nên học về về vấn đề đạo đức này không phải chỉ là đạo đức là những cái biểu hiện, mà còn phải hiểu thấu cái gốc rễ của nó, đó là nó thuộc về tâm lý. Cho nên cái môn học này cũng còn được gọi là môn tâm lý đạo đức nữa, tức là một cái phương diện. Tuy nhiên khi mà nói tâm lý đạo đức thì nó cũng bị giới hạn, bởi vì nhìn dưới góc độ tâm lý chứ không có nhìn dưới góc độ hành vi. Hành vi bao gồm hành vi nơi thân và hành hành vi nơi khẩu. Cho nên khi nói bảy bất thiện nghiệp, tức là nói ba ba bất thiện nghiệp nơi thân và bốn bất thiện nghiệp nơi miệng, do tâm, gọi là tâm sở tư, tức là do cái tâm chê tê na
Quý vị học Abhidhamma thì sẽ thấy rằng á là có bốn pháp nó thuộc gọi là chân đế. Tức là nhìn con người á, và bốn pháp này nó mang cái tính là giải thích theo, cái pháp rốt ráo, chứ không phải mang cái tính gọi là mang cái tính tạm bợ. Cái tính tạm bợ quy ước ta gọi là tục đế, nhưng mà chúng ta cũng thường dễ hiểu lầm rằng cái chữ tục này là phàm tục, không phải vậy. Chữ chữ tục này trong có nghĩa rằng là mang tính quy ước, còn chân chân đế là mang cái tính là giải thích rốt ráo. Thì khi mình nhìn mọi sự vật hiện tượng á mà mang tính rốt ráo là chỉ bốn vấn đề thôi: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dù cho ông đầu trọc hay là cô có tóc gì cũng cũng bốn vấn đề này thôi, dù cho nam hay nữ gì cũng bốn vấn đề này thôi. Cho nên nó sẽ vượt lên trên cái đối đãi nhị nguyên. Còn khi khi còn nói vấn đề đạo đức, đôi khi nó còn vấn đề nhị nguyên một chút xíu, là nói đến cái giới tính, phải phân biệt cái truyền thống ABCD. Cho nên cái pháp nhà Phật nó nói cả hai phương diện là tục đế và chân đế. Mà khi nhìn nhìn dưới góc độ là rốt ráo á, thì là ba thân nghiệp và bốn cái ngưỡng nghiệp này á là do cái tâm tâm một trạng thái tâm, mà tâm này là tâm sở, gọi là tâm sở động cơ, chữ Hán gọi là tư, quý vị nhớ nha, mấy này quan trọng lắm đó. Gọi là tư tâm sở điều hành. Như vậy cái tư tâm sở này là một yếu tố vô cùng quan trọng, và nó quyết định mọi thứ nghiệp thiện hay bất thiện là do tư tâm sở này. Cho nên ba bất thiện nghiệp còn lại thuộc về ý đó, là những tâm sở bất thiện, nhưng mà nó đi chung, nó đồng hành. Cho nên nó đi chung, nó khác với là cái điều hành. Nó đi chung với tâm tâm sở tư, còn 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 ba thân nghiệp và bốn ngưỡng nghiệp là do tâm sở tư nó điều hành, nó dẫn dắt, nó định hướng. Còn là ba bất thiện nghiệp là tham, dù đó là tham tham của, tham tài, tham sắc, tham tình, tham 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 kiểu gì đó cũng là tham. Và chữ 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 sân này á, nó không phải chỉ là sân thường, mà sân mang tính là hiềm hiềm hận. Và cái tâm và một cái trạng thái bất thiện nữa là tâm si. Như vậy thì ba 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 trạng thái và một trạng thái tâm kia nữa, tâm bất thiện, nó tà kiến chứ. Thì như vậy là tham sân và tà kiến á, là nó đi chung với cái tâm sở bất thiện. Nó đi chung với một trạng thái tâm gọi là tâm sở tư. Như vậy tâm sở tư, tâm sở động cơ nó quan trọng lắm. Nếu mà tâm sở động cơ thiện, nó sẽ dẫn dắt các yếu tố kia thiện, mà tâm sở động cơ mà bất thiện thì nó dẫn dắt theo là các cái hành vi là nó bất thiện. Cho nên phân tích theo cái nhóm chi pháp thứ nhất hay là phân tích theo động cơ thì là như thế. Còn một phân tích theo nhóm nữa, Uttha-sato, bị bất thiện nghiệp đầu và tà kiến gọi là thuộc về chi pháp bất thiện, nhưng không phải là cái căn bất thiện. Đã. Còn ý tham đắm nè, ý hiềm hận này là vừa pháp bất thiện lẫn căn bất thiện. Đã. Ý tham đắm, ý hiềm hận vừa nó là pháp bất thiện mà nó là căn bất thiện, nó vừa là căn mà nó cũng là cái chi pháp. Ở đây nói rằng là ý tham đắm thuộc căn tham, bởi vì nó ý căn 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 ý tham đắm thuộc căn tham thì dễ rồi, đúng không? Ở đây không cần gì phải tô vẽ. Ý hiềm hận thuộc vào căn sân,
cái điều này cũng chẳng có gì vậy khó hiểu khi chúng ta đọc. Cho nên đấy là nó ý tham đấy, nó vừa là pháp bất thiện mà vừa căn bất thiện. Ý tham thì thuộc về căn tham, ý hiềm hận thuộc về căn sân. Nhưng chúng ta nhìn thấy cái gốc rễ của nó ở đâu để chúng ta là đào bứng nó lên. Cách phân tích này còn được gọi là cách phân tích theo chi pháp và căn. Có vị á, cho rằng á là tà kiến á, thuộc về là căn tham. Có vị cho rằng là tà kiến thuộc về căn tham, bởi tà kiến là ảnh dính mắc. Sở dĩ các vị phân tích gọi là tâm tham bởi vì nó dính mắc, dính mắc với cái quan điểm của họ nên họ không chịu buông, họ chấp. Mà theo sư á, cái tà kiến thuộc về căn si, mà không phải một mình sư đâu nha. Sư đọc cái tác phẩm là nghiệp của ngài Ba Âu đó, mà sư cũng thưa quý vị, sư đọc rồi nhiều khi sư không có chịu chú lại. Ngài Ba Âu á ở Miến Điện đó, ngài cũng cho rằng tà kiến thuộc về căn si nữa, bởi do si mê cho nên mới có nhận thức sai lầm. Đây là quan 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 điểm của sư. Bởi do si mê cho nên mới có nhận thức sai lầm, còn trong quá trình si mê cho nên nó mới có tham, cho nên cái phần tham nó cũng thuộc vào căn si nữa. Nhưng khi ta phân tích cái nào nó mạnh thì ta liệt kê nó, ta đi ta đặt nó vấn đề đó thôi. Rồi phân tích theo đối tượng nè, phân tích theo đối tượng là phân tích từ sát sanh cho đến những cái chi chi pháp khác. Vụ sát sinh thì có đối tượng là gì? Để sát sinh thì phải có đối tượng là chúng sinh chứ. Chúng sinh bao gồm luôn con người, phi nhân, mà bất cứ cái loài nào mà nó có tình có thức, nó có gọi là sắc mạng căn, hay nói cách khác là có năm uẩn. Cho nên sát sinh có đối tượng là chúng sinh, tức là lấy danh sắc mạng quyền, danh sắc mạng quyền hay là sắc mạng căn. Các cái thuật ngữ này quý vị cũng nên nắm vững, mạng căn hay là mạng quyền đều được hết. Chữ Indriya dịch là căn hay gọi là quyền, khi nói đến sự sống bên Theravada hay dịch ở chữ đó là chữ quyền, bởi vì giống như là cái sức mạnh. Cho nên tức là sát sinh có đối tượng là chúng sinh, tức là chúng sinh là cái loại mà nó có danh mạng căn và sắc mạng căn làm đối tượng. Một chúng sinh gọi là chết á, thì danh mạng căn ở đây nói nêu rõ là tức tức tâm sở mạng căn hay là tâm sở mạng quyền đó bị hoại. Tự như chúng sinh ở cõi vô sắc, ở cõi vô sắc nó gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Thì chúng sanh ở cõi này nó không có cái thân sắc mà nó chỉ có tâm. Cho nên một khi mà nó hết cái tuổi thọ là danh mạng căn nó bị hư hoại và chúng sanh ấy từ bỏ cái cảnh giới kia. Hoặc là sắc mạng căn bị hư hoại, như chúng sinh cái cõi dục giới và cõi sắc giới này. Ở trong trường hợp này ghi á, như chúng sinh ở cõi vô tưởng, chúng sinh cõi vô tưởng là chúng sinh ở thuộc cái cõi giới gọi là sắc giới, thưa quý vị. Họ có sắc thân nhưng họ không có tưởng. Trong trường hợp này là mạng căn của họ là sắc mạng căn bị hư, nó bị diệt đi. Tới tuổi già tuổi bệnh tuổi già tuổi chết, tới giai đoạn nó hư hoại. Chúng sanh ở cảnh giới đó có thể là không già, chỉ đến giai đoạn là tự tàn hồi thôi. Hoặc là chúng sanh á, cả hai loại danh mạng căn và sắc mạng căn bị hủy hoại, như chúng sanh ở cõi cái cõi là gọi là cõi ngũ uẩn, nó bao gồm năm uẩn đó, nên là bao gồm chúng sanh có cõi có sắc thân và có tâm thức như cõi người chẳng hạn. Cho nên một khi mà chúng sanh mà chết là phải danh mạng căn và sắc mạng căn nó hư,
thông thường danh mạng sắc mạng căn mà không còn thì là danh mạng căn nó cũng sẽ không có nương được. Ví dụ như chúng ta bị xe đụng đi, xe đụng là bỡ phổi bỡ tim thì danh mạng sắc mạng căn nó nát rồi, thì lúc bây giờ danh mạng căn nó không có chỗ để nuốt thì lập tức danh mạng căn nó cũng phải theo đó mà nó chia tay. Như vậy sát sanh có đối tượng là chúng sinh. Ở đây trong trường hợp sát sinh đối với chư thiên này. Kính thưa quý vị, khi mà nói sát sinh á là chúng sinh ở dưới địa ngục thì chúng ta không có giết được. Nghiệp ở đó dưới đó không ai giết được thưa quý vị. Rồi chúng sinh ở cảnh giới là từ thấp hơn á, là ngạ quỷ sống lang thang. Vẫn bị mấy ông thầy pháp không bắt được. Nên quý vị coi phim Thông Thần đó, rồi mấy cái loại phi nhân à, rồi là coi phim Ấn Độ đó, thấy rằng là cái cõi giới Atula với chư thiên đánh nhau là trói chết đó. Ấn Độ này hay chiếu cái cảnh giới đó, phim cái loại đó dữ lắm thưa quý vị. Thì trong trường hợp mà chư thiên á chỉ có cõi trời cõi trời tứ thiên vương thì cõi trời còn đấm đá với Atula. Và mấy vị đạo sĩ á, có thể dùng là phép thuật bùa ngải, bùa chú của mình á, làm cho các vị chư thiên đứng hình. Trong truyền thống Ấn Độ là đã nêu vấn đề này rất nhiều, và trong truyền thống Phật giáo cũng có nữa. Cho nên nhiều vị ta đương luyện bùa luyện chú luyện vẽ cái là chư thiên đi ngang qua là bị họ bắt ấn quyết lưỡng hình của những gì đó là có chứ không phải là không có. Nhưng chúng ta đừng có quá mê vào cái lĩnh vực đó để rồi chúng ta quên đi cái hiện thực của chúng ta. Nhưng mà không phải vì chúng ta sống với cái thế giới ngũ quan mà chúng ta là không biết về thế giới ở đó. Thế giới này nó cũng phức tạp lắm. Cho nên khi cõi trời á, chúng sinh mà nói cái trường hợp sát sinh ở cõi trời chỉ có cảnh giới chư thiên ở mức cuối cùng của chư thiên, mà cõi trời tứ thiên vương trở xuống thì cũng còn đấu đá, tứ thiên vương nó còn cả bát bộ thì cũng còn đấu đá lẫn nhau, và cõi trời này đấu tranh với Atula. Cái nhiều trường hợp là chư thiên với Atula đánh đấu đá nhau quá trời đó, quá đất, mà sau khi đấu xong rồi là cái nhóm mà Atula thua nó chạy vô cái thành của nó, thành bất tử. Rồi chư thiên cũng làm gì, rồi là chư thiên cũng có cái thành bất tử, đấu đá nhau xong rồi cũng chạy vô cái thành đó. Đấy. Sư đọc ở trong Jataka trong chuyện bốn sanh rồi có cái câu chuyện mà các vua trời với tứ thiên vương với Atula đánh nhau, lúc bây giờ đi ngang qua cái người mà chư thiên bị thua trận, bị Atula nó dí quá trời quá đất, vậy bị đi ngang qua là cán cái ổ chim á, vì ấy là không nỡ để mà cán của ổ chim mình quay ngược trở lại, thà bị vua Atula giết. Vua Atula nghĩ rằng là cái chết là cứu binh của chư thiên tới rồi, sao mà ông dám quay đầu ông đấu chí với mình, thế là một lật đật rồi rút binh. Câu chuyện đó sư đọc sư cái chỗ quan trọng là sư nói cái tinh thần mà thương các ngài, thương chúng sinh ngay cả cái loài chim mà là sẵn sàng hy sinh thân mình, cái điều đó, đó là cái điều sư muốn nói. Sẵn dịp nói tới cái chuyện mà là trường hợp sát sinh đối với chư thiên là chỉ của trời tứ thiên vương, và thấp nhất là gọi là từ là ngạ quỷ trở lên, ngạ quỷ súc sinh con người rồi là chư thiên, mà chư thiên là ở cõi trời tứ thiên vương thôi, còn đi lên trên nữa rằng là không có cái sự sát sinh nữa. Hết phước rồi là tự tự tan thôi, trên thế giới đó cũng không có già nữa, cũng không có già. Trộm cắp có đối tượng là gì, là chúng sinh đồ vật. Trộm cắp tu trộm cắp chuyện mà tống tiền không, hay bắt người tống tống tiền đó là cũng là trộm cắp, lấy đối tượng là chúng sinh, và thông thường trộm cắp là đồ vật.
lấy đồ. Như vậy thì trộm cắp có đối tượng là chúng sanh và đồ vật là cái hai. Làm sai trong dục lạc có đối tượng là gì? Là chúng sinh. Nhưng chúng sinh ở đây sư mẫu cũng đặt đơn ra là và phi chúng sinh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là trong trường hợp đó, mình đọc trong sách sử xưa thấy nhiều người ta hành dâm với tử thi nữa, kính thưa quý vị. Cho nên đối tượng là chúng sinh, khi nói chúng sinh là chúng sinh có tình thức, là có sự sống. Mà một cái xác chết rồi á cũng không gọi là chúng sinh được, mà cũng không gọi là cái đồ vật được, trong trường hợp đó xếp vào là phi chúng sinh, những trường hợp hành dâm với tử thi. Hoặc là hành dâm với các đồ vật, có đó gọi là phi chúng sinh. Và do cái mãnh lực của xúc làm duyên, cho nên trong cái quá trình mà tạo nghiệp á, cái xúc á, xúc là dẫn đến thọ, cái sự tiếp xúc là trơn láng mịn màng, rồi là cái đối tượng khác biệt vân vân, nó cấu thành, nó dẫn đến là cái cảm thọ của người khác. Cho nên chúng sinh làm sai trong dục lạc có đối tượng là chúng sinh và do xúc làm duyên một cách mãnh liệt. Cho nên mình muốn hạn chế cái việc mà làm sai trong trong dục lạc này á, là chính vì vậy mà các thầy á, là phải hạn chế á, là các cái đối tượng để cho xúc nó không có cái cơ hội hoạt động. Như vậy. Rồi tiếp theo nói gió, nói hoa lửa, nói lời thô ác có đối tượng là chúng sinh, chứ không thể mà nói dối, nói hai lưỡi, nói là thứ ác, đối tượng là đồ vật được. Chắc là cũng lâu lâu lắm mà tức mình bực bội, mình chửi, mình nguyền rủa đồ vật, nhưng sự thật đó cái trong tâm của mình cũng là chúng sinh thôi. Mình nói dối, nói hai lưỡi, nói là thô ác, mình tục tằn á. Thô ác này bao gồm luôn tục tằn, tục tiểu đồ. Mình cứ chửi chửi đóng đi nữa, thật ra cái đối tượng trong tâm của mình cũng là chúng sinh, và ở đây do nhiều yếu tố, ở trong trong sách nói rằng cũng là do yếu tố xúc thành duyên, do yếu tố xúc dẫn đến thọ. Nhưng mà cái điều này ấy, nó do xúc làm duyên, nó không có rõ rệt bằng cái làm sai trong dục lạc do xúc làm duyên hơn. Rồi đối tượng của nó phù phiếm, đây nó cũng là chúng sinh, nhưng do sự khác biệt với ba loại bất thiện ngữ ở trên là nó phù phiếm do tưởng làm duyên, nhớ là sắc thinh hương vị xúc pháp và nhận biết. Như vậy cái khác biệt là nói là phù phiếm ấy, cũng là liên hệ đến đến chúng sinh thôi, nhưng mà sự khác biệt á là do cái tưởng. Cho nên mấy cái người mà nói là phù phiếm trăng hoa, nói là có cánh cao, làm cho người ta mơ tưởng, do cái tướng của họ nó mạnh, nó tác động vào cái bộ não của họ. Cho nên quá trình tu là phải thấy được cái thực tại hiện tiền như thực, chứ cũng không có ngồi đó mà tưởng tượng. Lý do mà các thầy không cho người tu ngồi đó mơ mộng tưởng tượng, thậm chí thơ ca mà nó ra, quá trình tu cũng phải hạn chế nữa, đừng không chúng ta là bắt theo cái duyên là mây gió trăng nước, và chúng ta theo đó mà chúng ta tưởng tượng. Ở đây sư nói thêm một điều nữa quý vị cũng lưu ý nè, học kinh điển Đại Thừa là kinh điển triết lý, kinh điển mang tính biểu tượng cao, do đó chúng ta cũng cần phải nhìn nhận các vấn đề, các pháp với góc độ là biểu tượng, mà biểu tượng là phần lớn là phải, cũng vẫn phải tướng thôi, cho nên nó rơi vào hai cái trạng thái, một là tượng rất tốt để chúng ta nương theo cái tượng đó để chúng ta tu, nhưng nó cũng dễ rơi vào một cái dạng là vọng tưởng hoang vu mơ màng, và có thể đánh mất cái thực tại hiện tiền.
Cho nên cái tưởng á, nó quý vị học là học vào năm bốn rồi, sắc thọ tưởng hành thức, nó đóng góp rất lớn cho cái việc chúng ta nhớ bài, chúng ta tư duy. Nhưng bên cạnh nó cũng có một cái mặt tiêu cực của nó dẫn dắt chúng ta mơ màng và dẫn đến chúng ta hay là tưởng tượng những điều phù phiếm, mà nói ra những điều phù phiếm nó không có lợi ích chân thực, và nó đánh mất cho cái việc tu hành của chúng ta. Rồi tham đắm tiếp theo như vậy là ba ba thân nghiệp, rồi tới bốn khẩu nghiệp, rồi rồi tới tới tới, tới ba ý nghiệp nè. Tham đắm của đối tượng là gì? Là chúng sinh, là phi chúng sinh và đồ vật. Không, tham đắm nó đủ hết, kính thưa quý vị. Tham đắm tình tài, tham đắm tiền, con người, tham đắm địa vị, tham đắm là tài sản. Nói chung là khi tham đắm là nói tới nhiều thứ. Còn hiềm hận á thì chắc chắn là phải hiềm hận đối với con người rồi. Cho nên có câu chuyện mà cái chiếc thuyền mà nó không có người lái, nó đi nó đâm ngang vô mình á, thì cái người mà chèo thuyền kia đụng thì không tức, mà có một cái thậm chí cậu bé ai đã ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đó nó đâm mình, chứ mình cũng tức là bể bụng rồi. Cho nên hiềm hận là có đối tượng là chúng sinh. Và chữ và chúng sinh này bao gồm luôn là hữu tình và phi nhân ha. Rồi tà kiến có đối tượng là gì? Là cái đây dùng là Sankhara Dhamma, là pháp hành. Thì pháp hành nó khác với cái nghĩa của pháp học với pháp hành đó. Thì pháp hành là Sankhara Dhamma. Chữ pháp hành ở trong cái kia là chữ Patipatti. Đó. Còn chữ pháp hành này là các cái pháp mà tạo nên cái sự luân hồi. Cái pháp mà nó dẫn dắt cho chúng ta có cái sự nhận nhận thức sai. Những thế 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 gian này là vô thường, mà chúng ta cứ cho rằng nó là thường. Sự thật mà nói, chúng ta cũng không có cái suy tư sâu, và chúng ta không có tu tập để kinh nghiệm thấy cái sự vô thường nó đang diễn tiến ở nơi thân chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn nhận về về học thuyết thôi, còn cái sự kinh nghiệm lấy ở nơi thân, trong từng hơi thở, trong từng tế bào, trong từng sự sống của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải ngồi lại quán chiếu, đòi hỏi chúng ta phải có sự yên lặng. Mãnh lực của cái sự mà diễn tiến này á là các pháp hữu vi đấy. Những gì mà nó vô thường biến hoại là pháp hữu vi hết. Hữu vi đây còn xác định ở trong tam giới dĩ nhiên rồi, cho nên cái thêm mà trong tam giới không có tam giới thì nói là các pháp hữu vi là ok rồi. Cho nên có những câu mình ghi bổ sung cho rõ, còn không không có cái chữ đó nó cũng là trọn vẹn ý nghĩa rồi. Nên tà kiến là đối với những cái gì mà nó đang diễn tiến mà nó dẫn dắt cho chúng ta luân hồi sinh tử. Mãnh lực của nó là mãnh lực diễn tiến các pháp vi trong tam giới. Cho nên tà kiến, hiềm hận, tham đắm, lời nói phù phiếm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thôi ác, làm sai trong các dục lạc, trộm cắp và sát sinh là 10 cái chi pháp bất thiện. Ở đây phân tích theo cảm thọ. Thọ thì chúng ta được học á, là cơ bản ba thọ. À, là lạc thọ, khổ thọ và xá thọ. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xá. Ở đây sư mẫu ngược đơn, trong lạc ngầm có hỷ, trong khổ ngầm có ưu. Như vậy khi nói ba thọ là có thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Khi nói đến năm thọ, thọ lạc, thọ khổ, rồi thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Cơ bản. Mà khi nói đến cái thọ này là quý vị phải hình dung nó này là thuộc về cái cơ chế vật lý ngang, cơ chế sinh lý. Khi mà nói thọ lạc là phải cảm thân, ở trên thân mình cảm nhận được. Còn khi nói hỷ phần lớn là người ta nói cái trạng thái trong tâm.
Khổ như vậy. Khổ nó có cái trạng thái là ở nơi thân nó có sự đau đớn. Còn ưu á là có thể là không đau đớn nhưng mà cũng có cái sự buồn rầu. Ở nhà mấy nhà nó có mấy điều hòa AC có gì đâu mà khổ nữa quý vị. Ăn ngày là 3 bữa, quý vị cái cơm ăn nước uống đầy đủ, ở trong mấy điều hòa mát mẻ không ạ, nhưng mà nó vẫn có thể ngầm chứa cái trạng thái là ưu não, cho nên ưu nó thuộc về trạng thái về tâm. Cho nên khi nói ba thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả đó là đương nói đến cái sự vận hành của cái thân này mà tâm ghi nhận. Bởi vì cái này không có đông đo, không có đông, có nó đông nó mấy dạ, đo nó chiều dài chiều ngắn làm sao, rồi không có con ký được, nhưng mà do cái 6 căn của chúng ta ghi nhận lấy. Cho nên á, nói ví dụ nói sát sinh ở đây nói chỉ có một loại là khổ thọ, nhưng sư khi như sư cứ ghi thêm á, thỉnh thoảng có lạc thọ, bởi vì một số người ta thỏa mãn cái bản chất là tới bức bối trong cái sự sân hận, cho nên á, là người ta mới giết giết người. Cho nên trong cái trạng thái đó cơ bản là họ đương ở trong trạng thái khổ đau. Nhưng một số người họ vì cái nghiệp sát họ đã quen, và họ giết người như là niềm vui, giết động vật như là niềm vui. Cho nên á, trong đây mới nói, trong đây sư mới ghi là thỉnh thoảng có lạc thọ vì sự thích thú trong sát sinh. Còn phần lớn khi sát là nó ở trong tâm nó bực bội. Nhưng mà trong cái trường hợp là cái nghề của họ thì sao? Họ giết được một con bò, con gà, con heo gì đó, họ khởi lên cái niềm giống như là họ đã làm xong cái công việc của họ, họ vui, họ mừng. Cho nên muốn nói rằng ở đây sẽ nói là lạc thọ nó cũng có mặt trong sát sinh nữa, chứ không phải chỉ là chỉ khổ thọ không. Rồi trộm cắp, trong sách nói là có đủ 3 loại, rồi lạc, rồi khổ và xả. Có những trường hợp trộm cắp do tâm tham thích thú, hoặc là do tâm sân lấy đi để thỏa mãn cái sự ghen tức, tức tối. Như vậy đó là một là trạng thái là thọ lạc với thọ khổ. Rồi trong sách nói rằng là trộm cắp với tâm xả là tâm thản nhiên. Được ví ví dụ như là người con thản nhiên lấy tiền bạc của cha mẹ, mặc dù cha mẹ không cho, cứ lấy riết ăn cắp quen tay á. Thì kính thưa quý vị, chữ Ubhaksha trong tiếng Pali á, nó có nhiều nghĩa. Trong đó có cái nghĩa rằng là cái tâm nó bình an, tâm như nhiên. Cho nên trong á là thất giác chi, niệm trạch pháp, tinh tấn, hy khinh an, định, rồi cuối cùng là gì? Là sáng. Nhưng cũng chữ xả đó với một cái nghĩa tiêu cực, đó là giống như trơ trơ. Thì ở đây sư cho rằng á, là nó có một cái chữ gọi là cái tâm vô cảm, là chữ 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 cái khái niệm tâm vô cảm này sư tìm thấy ở trong Abhidhamma, nó chưa có nói rõ với quý vị. Cho nên ở trong Abhidhamma sư nói rằng là vào thế kỷ thứ 7 nhà Anuruddha đã soạn ra, và trước đó những vị luận sư khác trình bày những tác phẩm khác như là Dhammasangini, tức là bộ pháp tụ, rồi Buddhkalapañjati nói về con người nhân giới định. Kính thưa quý vị, đó cũng là những bộ luận do các vị luận sư đầu sâu soạn thôi. Quý vị học á, cái cơ hội học ở trường á, các thầy mới nói rõ ra về nhiều cái sự thật. Cho nên các vị luận sư dẫu kiểu gì đi nữa cũng còn có những cái hạn chế nhất định, chứ không phải là toàn giác. Đức Thế Tôn không bao giờ ngài nói ngài giảng hoài pháp đó là nó hoàn hảo.
hoàn hảo đối với cái thời điểm và con người vào cái thời điểm đó thôi, đối với căn cơ và cái thời điểm mà Đức Phật giảng cái bài pháp thôi. Cho nên đó, các vị sau này mới nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn là vậy, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Và người đời sau hay tự thần thánh hóa. Sư vừa rồi đi qua bên Miến Điện đó, dự cái hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập trường, thưa quý vị. Một cái trường mà họ ham học mà sư cũng đế luôn đó, thưa quý vị. Hội thảo từ lúc 1 giờ và kết thúc lúc mấy giờ quý vị biết không? Ở đây vị nào biết giờ tay sư nói sư nghe. Hội thảo biết kết thúc mấy giờ, vị nào biết? Ai theo dõi không? Sư qua đó sư muốn hỏi quý vị. 9:30. 9:30 đêm á. Giờ này cũng còn đương 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 hội thảo, ví dụ vậy. Bài trình bày cuối cùng của ni sư Diệu Hiếu á, ni sư Hiếu Liên chứ. Ngay trong hội thảo đó có mấy vị ở Việt Nam, ni sư Hiếu Liên thì trình về về tầm quan trọng của Abhidhamma. Ni sư Hiếu Liên thì trình bày về thiền. Một sư cô bên khoa Anh văn. Sư cô nói tiếng Anh cực tốt quá, thưa quý vị. Là trình bày về là thiền chỉ thiền quán. Nhưng mà khi đi qua bên thế giới đó mà mình trình bày thiền chỉ thiền quán, trình bày về Abhidhamma, theo sư thấy đều là không 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 đúng với cái sở trường bên đó. Sở trường của mình nhưng mà đem đi so với sở trường ở bên đó là thua. Bên đó thầy nào cũng giỏi Abhidhamma, thầy nào cũng giỏi thiền chỉ thiền quán. Thiền chỉ thiền quán quý vị biết không, hồi dậy xuyên suốt 3 năm liền, lên thạc sĩ ta học tiếp nữa, nó có nguyên khoa đó mà. Thì trở lại cái bài nãy sư Đương nói để mà không sư quên ý đó đi. Trong các bài đó các vị có một vị sư trình bày về cái sự gọi là sự không thống nhất và bất cập ở trong mấy tác phẩm liên hệ đến các chi pháp về tâm thôi. Một tác phẩm, một là tác phẩm Dhammasangani là pháp tụ. Hai là Abhidhammathasangaha tức là bộ thánh pháp tập biểu luận. Đã ba là lấy từ Vinaya ra. Sư cũng trình bày mà sư cũng là người Việt Nam á, một trong những bậc thầy mà kiên trì duy nhất mà nghe từ 1 giờ đến 9:30. Mấy vị khác đâu có chịu nổi cái thời gian gì mà nghe hội thảo gì từ 1 giờ đến 9:30, thưa quý vị. Đấy, nhờ vậy sư mới thấy rằng các vị ta dám mạnh dạn trình bày những điểm mà nó không tương thích với nhau. Sư phục quá kinh, thưa quý vị. Khi mà tới thảo luận sâu là vậy đó. Ví dụ như là giờ sư cũng nói thêm cái bộ Thánh Pháp Tập Biểu Luận nè. Nói đến các trạng thái tâm tham. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si đi. Khi liệt kê các vị nói đến những các cái trạng thái tâm đó, là nó tương tương ứng tương thích như vậy, nhưng mà cũng đâu nói đủ hết được. Bởi vì các trạng thái tâm biến hành là nó có phải có mặt hết chứ, mà tại sao trong các cái tâm tham tâm sân tâm si kia đâu có đủ hết các trạng thái tâm biến hành kia đâu. Cho nên khi các luận sư dùng ngài Anuruddha ra ngài trình bày về 8 trạng thái tâm tham đó là ngài nói đến những cái cũng trạng thái cái tâm chính thôi. Cho nên quý vị nên học là khi học là học phải có được một cái tâm rộng mới như thế. Lâu lâu đi hội thảo là chịu khó nghe, mà chỉ cái dân mà dân cầu học á thì họ mới có thể mà ngồi lì mà chịu khó mà học pháp thế. Nhưng lịch sử lần đầu tiên sư Hoàng thấy hội thảo quốc tế từ 1 giờ mà tới 9:30 ở tại Miến Điện với quý vị đó. Cho nên ở đây khi nói đến cái trạng thái tâm xã nè,
tâm xá thản nhiên như trường hợp người con thản nhiên lấy tiền bạc với cha mẹ mà không xin trong sách. Theo sư á, cái mặc dù là sư vẫn hiểu được cái tâm xá nó có hai trạng thái, nhưng mà sư thấy rằng cái chỗ này nó khiến cho người ta hiểu lầm quá. Ở đây sư cũng chú vậy thôi để sư giảng giải sư nhớ. Cái tâm đó là một cái trạng thái tâm rất là tiêu cực, cái tâm bất thiện, đi ra đường gặp thấy người ta làm, thấy cái chuyện mà kẻ ác giết người, kẻ ác làm việc bất thiện, cái tâm chúng ta cứ bình thản đi ngang qua đó, thiên sư không có thấy tâm bộ độ là upekkha được, mà phải dùng những cái trạng thái từ khác nữa. Mà sư cũng chưa có phải là dân 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 xịn sò về Bali tra cứu hết, phải tìm những cái từ khác nữa để mới nói lên được cái trạng thái đó là trạng thái tâm tiêu cực chứ không phải là trạng thái tâm sáng được. Còn nếu mà giải thích à trạng thái tâm sáng đó cái hai trạng thái đó thì thôi mình thuận. Không? Làm sai trong các dục lạc cũng nói cái hai thọ đó là thọ lạc và thọ khổ, trong sách ghi là tâm xá nữa, xá ghi là cái trạng thái tâm xá là cứ làm riết làm quen, mà sư cho rằng là trong làm sai trong cái dục lạc tâm lạc có thích thú mới làm chứ không thích thú sao làm. Nhưng mà mình rõ ràng mình để ý ngày nay với phim ảnh của mình coi, làm sai trong các dục lạc nó cũng có cái trạng thái gọi là khổ thọ nữa. Nhiều người lấy khổ thọ làm vui. Đó. Và là sau khi và trước khi làm, trong khi làm và chắc chắn sau khi làm sai trên các dục lạc thì chẳng có khi nào mà tâm an yên được, mà phải có cái tâm bất an lo âu chứ. Cho nên làm sai trên cái dục lạc là luôn luôn cái hai trạng thái vừa lạc vừa khổ. Cho nên nó là quý vị cái đọc sách kiểu gì đọc đọc cũng không phải suy tư, chứ không có gọi là đọc mà không có suy tư thì thôi thà đừng đọc còn hơn. Cho nên kính thưa quý vị, sư đọc Theravada nhiều nhưng mà không phải là những gì mà các ngài nói là sư thuận hết đâu. Nhưng mà không phải vì một hai chỗ mình không thuận là mình bỏ không học. Cái thái độ đó là cái thái độ chưa phải là người có trí. Người có trí là học, là đọc, là nghiên cứu, là suy tư, nhưng thấy chỗ này các ngài lý giải nó không ổn, cho nên mình phải đi truy từ kinh, lấy từ kinh ra, rồi lấy từ các bản chú giải ra, rồi lấy từ là những bản bây giờ các ngài đang viết, như là cái bài mà phân tích người bất thiện này là sư lấy từ trong sách là luận giải chánh tri kiến đây. Mà cái điều này là cái điều quan trọng, quá trình đào tạo con người là đào tạo cho người ta tư duy. Và ở cái khoa từ xa sư còn đưa cái môn là tư duy phản biện nữa. Nhưng mà tư duy phản biện không phải là tư duy nổi loạn nha. Tôi nhớ tôi nói quý vị, một số người hay hay sử dụng cái khái niệm tư duy phản biện là tư duy nổi loạn. Cái gì cũng nói ngược lại người khác để thể hiện cái cá tính, cái suy tư độc lập của mình mà nó dị hợm, nó không giống ai. Còn mình cái phản biện tức là mình có cái quyền tư duy mà mang tính độc lập để mình còn đối chiếu để tìm ra sự thật, tìm ra chân lý, mới đó là tư duy phân biệt, chứ không phải tư duy phân biệt là một chống lại chống lại chống lại, ai nói ra gì mình cũng chống lại hết, vì đó là một trạng thái tâm sân. Cho nên nhiều khi mình càng học mình càng sân si, càng học càng chấp ngã, càng học càng thể hiện cái tôi càng bự. Còn người ta càng học là ta cứ tư duy để ta tìm ra sự thật, nhưng người ta cũng không có thiết lập với tôi, cái đó mới là người học học chứ. Vừa nói dối này, cái ba thọ thọ lạc, thọ khổ và thọ sáng, cái này là phân tích ha, quý vị thấy không, phân tích sâu. Nói dối có thọ lạc như thích thú khi lừa gạt người và thấy người khác tin lời mình là thọ lạc. Nói dối có thọ khổ như trường hợp sợ hãi. Nói dối cũng khổ lắm á, nhiều người do sợ hãi, mà sợ hãi tức là khổ á. Có khi nào mà sợ hãi mà mình bình yên đâu. Nói dối có thọ xả như nói dối thành một thói quen.
chẳng nó à, tức là ngay ngay nơi cái thời điểm đó nó không có thọ khổ, không có thọ lạc, khởi lên, nhưng mà sau đó rồi nó cũng sẽ diễn tiến các cái trạng thái thọ. Cho nên thọ là một diễn tiến ở nơi cái cảm xúc thân của mình luôn luôn đó, mà không không có cái thọ này thọ kia. Cho nên ngày Quên Ca, kính thưa quý vị, nhà một trong những thiền sư là đương đại, ngài đã tịch rồi đó mấy năm trước á, như tịch năm ngoái năm kia vậy. Thì là ngài chú trọng đến cái việc mà quán cảm thọ này, bởi vì con người lúc nào cảm thọ nó cũng có mặt hết đó. Bây giờ chúng ta có để ý nó không, để ý thôi. Bây giờ giống như quý vị đang học đây, quý vị có thọ gì nói suy nghĩ này, pháp hạnh đương có thọ gì? Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Nhật, con bạch thầy con có thọ thọ Đấy, thọ dạ hỷ để liên hệ đến thọ lạc nữa. dạ Thọ hỷ thọ lạc ở dạ nơi thân, nơi tâm mình, thọ hỷ là thọ vui, mà nơi thân mình cũng có niềm vui nữa. dạ vâng ạ. Khí hậu ở Hà Nội lúc này mát mát mà vào mùa bắt đầu chớm đông, se se lạnh rất là dễ chịu, đúng không? Dạ vâng ạ, con tạ ơn thầy ạ. Và sức khỏe mình cũng không phải là nằm liệt giường, cho nên mình bây giờ mình cũng 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 có thọ lạc ấy chứ, đúng không? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Thọ lạc thọ đấy. Dạ, Như con tạ ơn thầy. vậy ở đây đương nói đến cái trạng thái thọ, không thọ thì nói đến, nói dối cái ba thọ là như thế hết, nhưng mà thông thường nó ở hai nơi thọ đó là thọ lạc và thọ khổ khổ. Nói đâm thọc có ba loại cũng y chang như thế. Nói thôi ác, trong sách nói nó chỉ có một thọ thôi, đó là thọ khổ. Nên lúc mà mình chửi bới người ta, mình nói những lời tục tằn á, là trong tâm mình nó cũng bức bức bực dọc khó chịu lắm thưa quý vị, và nơi thân mình nó cũng nóng nảy. Cho nên mỗi lần mà sư bực ai, sư nói vài lời là sư thép sư 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 xét thái sư, sư nghiệm lại sư thái sư, nơi thân của sư nó cũng có nhiều cái nó nóng bức, nó khó chịu. Mà người học trò nào mà hiểu thấu như vậy á thì sẽ thương ông thầy hơn. Và tương tự ông thầy á, mà ông thấy đứa đệ tử nó phản khuế, nó nói những lời khó chịu vậy á, mà ông thầy mà ông có cũng có trí tuệ, ông thương cái người học trò, tội nghiệp nó đương bệnh, cái thân nó đương bệnh, cho nên nó mới bức bực dọc bức rất khó chịu vậy. Chứ nếu mà nó mát mẻ, ông thầy có nói nặng nắng câu hỏi không có thua gì. Nhưng mà đứa học trò nó đương khổ, cho nên là ông thầy mới nói nó một câu chưa chưa kịp gọi là nặng, nó đã phản khế rồi. Không, nếu quý vị mà hiểu sâu như vậy là quý vị sẽ thương học trò hơn. Không, thật là vậy đó. Còn lúc mà mình sân si quá là bởi vì mình đương khổ quá, nên cho nên mình không có là xử lý mình được. Cho nên kính thưa quý vị, lâu lâu chúng ta cũng nên ngồi thiền, ngồi thiền để mình xả bớt những cái sân si của mình bớt cái khổ thọ đi, thì rồi chúng ta sẽ có xử lý êm đẹp. Nếu chúng ta mà không có chịu ngồi thiền, chúng ta không có làm an tịnh tâm hành, không an tịnh khẩu hành, không an tịnh ý hành, bảo đảm chúng ta có kiểu tu kiểu gì, có ráng gì ráng rồi nó cũng xì ra. Mình học sâu như thế này nè, để rồi quý vị mới thấy mối liên hệ ở đây chỉ đương nói tới sạc tới thọ thôi, chứ chưa nói tới chi pháp khác nữa. Qua về sau sẽ nói đến tương ứng trí trí tuệ, một hành vi nó có liên hệ đến trí tuệ nữa, chứ không phải chỉ liên hệ bấy nhiêu đâu quý vị thấy. Nên học rồi quý vị mới thấy rằng là các pháp nó phục vụ cho cái việc tu của chúng ta. Rồi đây nó là nói phù phiếm của cái ba thọ như trên, phân tích theo căn nè, căn tham, căn sân, căn si đó. Do mãnh lực của tâm tham khiến thân tâm dính mắc trong cảnh gọi là căn tham. Nghĩa nói cách khác, do căn tham thúc đẩy nên tâm chúng ta mới dính mắc trong cảnh. Cái này là để cái câu này là sư nói thêm, mở ngược buông là sư nói thêm. Do căn tham thúc đẩy nên tâm chúng ta mới dính mắc trong cảnh, câu đó là câu dễ dễ hiểu không? Cho nên á, ở đây đương định nghĩa thế nào là kiên tham, thế nào là kiên sân, thế nào là kiên si. Thì lúc bây giờ sau cái giải thích đây rồi, người ta mới bắt đầu là phân tích tới 10 cái chi pháp.
rồi do kiên sân thúc đẩy khiến cho thể hiện sự nghịch ý khó chịu, tôi gọi là kiên sân. Ở đây cái bản gốc là do mãnh lực của tâm khó chịu nghịch ý khiến cho sự bực bội không hài lòng được thực hiện nên nó thuộc về kiên sân. Cho nên kính thưa quý vị, suốt ngày chúng ta sống với kiên tham hoặc là sống với kiên sân, suốt ngày do mãnh lực của sự mê muội trong cảnh khiến cho đương sự không phân biệt được đúng sai nên gọi là kiên si. Đấy. Rõ ràng chúng ta suốt ngày sống trong tham sân si. Chính vì nói tham sân si vậy đến khi mà trong 10 bất thiện nghiệp ấy, bên đại thừa hay nói tới cái chi pháp thứ 10 là tới si mê. Sự hoặc là trong 10 cái chi pháp bất thiện á, là Đức Phật là rõ ràng trong Nikaya, cái chỗ này Nikaya nó tốt hơn là nói cái chi pháp thứ 10 là tà kiến. Rồi nói sâu hơn cái 10 cái chi pháp đó thì dưới nữa, cái đó mới nói ra ba kiên tham kiên sân và kiên si. Bảo đảm quý vị là đọc kinh điển đại thừa mấy cái chỗ này không có đâu. Sư cũng khảo cứu một vòng rồi. Cho nên nếu quan điểm của đại thừa nhiều chỗ cũng rất là giảng rất là rộng, nhưng mà nhiều chỗ là để mà giảng sâu như cái chỗ này á, là sư đã tra cứu rồi. Kinh điển đại thừa không có nói sâu như cái chỗ này đâu. Cho nên đây do cho nên quý vị xác định thế nào là kiên tham, kiên sân và kiên si không? Ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến chỉ nói gọn thôi, còn đây là giải thích. Nó do mãnh lực của sự mê muội trong cảnh khiến cho đương sự không phân biệt đúng sai gọi là kiên si. Đây, đây bắt đầu nói tới 10 chi pháp bất thiện. Một hành động tội lỗi có thể xuất phát từ kiên tham, kiên sân hoặc kiên si, hoặc kết hợp cả kiên tham, kiên sân và kiên si luôn. Có khi nó kết hợp kiên tham và kiên si, rồi có khi nó kết hợp kiên sân và kiên si. Dĩ nhiên thưa quý vị, một khi có kiên tham là kiên si đi kèm. Si nó là anh hai mà. Nó đại ca. Còn mấy anh kia là anh ba, anh bốn thôi. Ví dụ sát sanh do tâm. Sát sanh là do tâm gì điều khiển? Do tâm sân. Muốn triệt tiêu. Muốn đối tượng gì biến mất. Mình mới thỏa mãn. Cho nên quý vị thấy trả thù. Coi phim kiếm hiệp với nội dung kiếm hiệp phần lớn là gì? Tình yêu, thù hận. Hai cái nội dung cơ bản ấy. Nhưng mà nó thiên biến vạn hóa. Trong đó nó cũng có cái đạo nghĩa. À, những bộ phim hiệp khách hành đồ nói đến cái đạo nghĩa rồi nhiều người quân tử cũng rất là đặc biệt, nhất là những bộ phim mà trong 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 đấu tranh trong từng gang tấc mà nhiều người ta trượng nghĩa, ta sẵn sàng hy sinh thân người ta, à, ta coi như cái việc là cái thân mạng này ta như là đồ bỏ, người ta sẵn sàng đem thân này ra ta che chở những người là thế yếu thế cô. Thì nói chung là nhà phim phim kiếm hiệp nó cũng nhiều cái ý tưởng rất là hay đến quý vị, nhưng mà chúng ta nhìn sâu không có, nhiều khi quân tử tử với nhiều khi cũng vì chuyện thù hận bố mẹ nên phải giết đối tượng kia mới thỏa mãn. Cho nên là cứ cứ sát sanh là nó do cái tâm gốc là tâm sân được điều khiển. Cho nên khi tâm sân thì nó đi kèm với tâm gì, căn gì là căn si. Vậy trong trường hợp đây sư nói trong trường hợp hám lợi mà sát sanh thì hám lợi thì nó thuộc vào kiến tham, một số người đồ tể rồi đó, và do thiên do si mê không hiểu biết gì hết, đâu nhân tiên nhân quả tự phước gì cho nên là kiến si. Rồi trộm cắp do tâm tham nó điều xử nên có tâm tham và tâm si, nhưng mà trộm cắp do tâm sân mà điều xử tức là ghét người chủ sở hữu món vật đó. Như vậy thì trộm cắp cũng có thể do tâm tâm sân và tâm si nó phối hợp với nhau. Nói tóm lại nó không có, nó nhiều khi nó phối hợp cả ba tham sân và si, hoặc là nó phối hợp cả hai tham và si rồi sân và si. Trong trường hợp tà dâm thì sao? Chắc chắn do tâm tham rồi nó điều hành. Rồi có hai căn căn tham, và tức khi mà có căn tham tức là có căn si. Tà dâm là do sân và si muốn hại người ấy hoặc hại gia đình người đó, đó là trường hợp cũng chuyện hiện đại đó. Mấy cái nhạc vô là si giải thích thêm.
Cho nên khi mà luận giải thì nó vô vàn vô tận, bởi vì nó còn là tùy vào cái kinh nghiệm quan sát của cái người chú giả. Cho nên cũng là cái bài này thôi mà sư cũng đã là khác biệt chứ ngài là chánh minh một ít rồi đó. Nhưng mà sư cũng là dựa trên cái nền tảng bài này nó hay rồi, mình chỉ bổ sung thêm một ít nữa thôi. Cho nên tâm tham tà dâm là tâm tham là si, hoặc cũng do sân và si, ở trong trường hợp là muốn hại đời của người ta. Trên thực tế người ta vừa có thỏa mãn dục lạc nhưng mà ta cũng thỏa mãn cái sự sân hận của đối tượng, hoặc là mối quan hệ của đối tượng bị hại. Nói dối do tâm tham điều hành. Đó. Cho nên nên là ba ba căn quan trọng lắm, căn tham và căn sân và căn si. Cho nên nói dối có thể hai căn là tâm tham và tâm căn tham và căn si. Đó. Rồi nói dối do tâm sân điều hành, nói dối cũng thể do cái tâm hãm hại người khác, cho nên này nó cũng thể phát sinh nói dối cũng do tâm sân điều hành. Như vậy thì nó nói dối có thể cũng do là căn sân và căn si. Đã quý vị thấy không? Nói đâm thọc hay nói hai lưỡi cũng do tâm tham và tâm si, hoặc là sân và si. Ở đây ví dụ ở tại tòa án nói hai lưỡi vì muốn đạt được món gì đó, vì động cơ trả thù. Cho nên đạt được là vì tâm tâm tham, mà vì cái động cơ trả thù cho nên tâm bị thóc thọc bị gạo, cho nên có thể là tâm tham hoặc là tâm sân. Mà nói thô ác cũng do tâm tâm sân, cho nên khi sân thì có si, hoặc là tham và si, dùng lời thô ác để chống lại đối phương vì muốn đạt được cái gì đó. Cho nên trong cái trường hợp này sẽ để ở trong ngực vuông này để cho dấu hiệu rằng là bổ sung. Cho nên là trong trường hợp nào mình cũng thấy nó có bóng dáng gốc rễ của sân và si, hoặc là tham và si, nói phù phiếm cũng do tham và si hoặc sân và si, tương tự tất cả các cái trạng thái này. Người tham đắm hiềm hận, tham đắm chỉ có một căn, đó là căn gì? Căn si. Vì tham chính nó là căn bất thiện rồi, cho nên nó không đi đi chung với chính nó. Cho nên khi mà căn tham tham đắm nó là thuộc vào căn rồi, nhưng tham đắm nó vốn là yếu tố đã bị chi phối bởi cái tham đắm, nó là thuộc một chi pháp, cho nên nó chỉ là một căn si thôi, bởi vì tham đắm chính nó là một căn bất thiện rồi. Hiềm hận cũng vậy, cũng là một căn bất thiện. Cho nên nói rằng là hiềm hận. Còn mình nói mà tham đắm, nếu mình nói cái chi mạc á, mình nói một cái chi mạc không không á, thì mình nói nó cũng vẫn thuộc về căn tham, căn tham nó chi phối. Hiềm hận nếu mình tính nó là một chi 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 pháp á, thì nó cũng thuộc do căn sân chi phối. Rồi tà kiến nếu nó là một chi pháp á, ở đây trong trong sách nói nó là thuộc tâm tham như nãy sư nói, bởi vì tà kiến là sự dính mắc, nhưng theo sư tà kiến cũng do tâm tâm si nữa. Ở đây sư chú thêm thiền sư Ba Âu Ca Gia Sa Gia Đo nè, theo tác phẩm vận hành của nghiệp cho rằng mỗi ác nghiệp đều do tham và si hoặc sân và si vận hành. Cho nên chúng ta tham khảo những tác phẩm này thì chỗ này chúng ta lý luận thôi. Một khi mà nó không phải lời Phật dạy á, lời của các vị tổ dạy, thì luôn luôn có cái sự tương đồng và có thể được phép bổ sung. Đấy. Ở đây sư chú thích thêm các câu trong nghiệp vuông và cước chú là phần nhận định của người soạn. Như vậy thì cái bài Mười Bất Thiện Nghiệp này, Mười Bất Thiện Nghiệp được gọi là được nhìn nhận, được đánh giá dưới góc độ của Abhidhamma theo tác phẩm Luận Giải Chánh Tri Kiến.
Ở trong tiếng Anh gọi là with special referendum, với cái sự tham khảo đặc biệt hoặc là dựa trên một cái tác phẩm nào đó. Như vậy thì cái bài này là đã xong, sẽ qua một cái bài khác để tranh thủ học thêm một bài nữa. Bài này để cho quý vị thấy rằng là nó cũng có sự tương tục dưới cái góc độ của Abhidhamma. Bài này không nói về thân và ngữ mà nói tâm thôi, tâm bất thiện, Akusala Chitta. Cho nên bài này trích từ Vi Diệu Pháp Giảng Giải do Ngài Hòa Thượng, do Ngài Giác Chánh, là sư phụ của Hòa Thượng Bửu Chánh biên soạn. Các ngày này được cái duyên ngày xưa khi còn trẻ, thưa quý vị, đi học ở Bình Thái. Cho nên cái thời gian còn trẻ mà được cái thời chuyên 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 tu và chuyên học là một cái diễm phúc lớn, thưa quý vị. Sư cũng được học một thời gian mà học cũng chưa có tới nơi, sư cũng được đi tu tập thời gian mà cũng tu chưa chứng quả, nhưng mà mình biết rằng tất cả đó đều là một cái kinh nghiệm, cái vốn quý của mình này. Thì giống như các cơ huynh đệ tăng ni Phật tử và đương học 4 năm đây cũng là một cái vốn quý đó. Quý vị mà chỉ học hết tất cả những gì mà các vị giáo thọ ở 4 năm này giảng dạy, quý vị có một cái kho tàng kinh pháp cực kỳ rộng lớn. Nhưng nhiều vị học nhiều quá than. Thế sư nói là đây là cái cơ hội quý vị được được tiếp cận, và sau này có cơ hội tiếp tục học nữa. Nếu là các vị có cái nguyện vọng đi làm cái công tác giảng sư, làm cái công tác là giảng dạy lại cho trung cấp rồi đó, và cái cơ hội này là quý vị có được một cái nguồn tư liệu vô cùng dồi dào phong phú, đúng không? Phải không sư cô Hương Hiếu, giờ đương đương học đây mà đương 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 nói chuyện điện thoại gì đấy, lo tập trung mà học. Ừ. Học mà cứ điện thoại sao mà học được, có nghe sư thầy không vậy mà cũng còn tiếp tục nghe điện thoại. Ừ. Tọa chân bên nó không chịu vậy 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 online là vậy, cứ coi thường tọa chê chê khó bể tụi nó học online nó viết bài tùm bậy bạ không. Giáo hoàng phải chống chế mà thường tọa thôi hí, chứ hồi đó có bể đương học covid mà các em nó học vậy là mừng rồi. Chứ còn bây giờ thì khóa 9, khóa 10 thì nó học trực tiếp rồi nó khai giảng rồi được thượng tọa truyền cảm hứng. Nhưng cái cháu, các em nó học tốt hơn. Còn bây giờ, còn ngày xưa Covid mà học dễ là mừng rồi bà thượng tọa ơi. Đấy, cũng phải nhìn dưới góc độ vậy nên dễ thông cảm đấy. Và bây giờ mình có chương trình nhờ chương cô Covid vậy nên giờ học Zoom, học thêm, học đầy đủ. Mỗi lần bài giảng chắc chắn rằng là sư hoàng giảng, sư hoàng cũng giảng theo cái mạch tâm của sư hoàng, và sư hoàng cũng phải bắt cảnh quý vị mà sư hoàng giảng nữa, chứ cũng không, mặc dù là cái khung sườn đã thống nhất là đấy là những bài cơ bản, tuy nhiên là cũng dựa vào cái năng lực trí tuệ của mình trong mỗi lúc, và cái cảnh mà các học trò họ đang thể hiện, và người thầy ta sẽ là tiếp, người thầy cũng được tiếp thêm năng lượng chứ. Học nhìn vô thấy đạo phúc rồi chăm học, và thấy sư cô Mỹ Thùy rồi chị tham học, thấy pháp hạnh rồi thấy hồng phúc rồi, thấy sư cô Viên Trí, những anh hồng nữ thanh hồng thanh bình rồi vân vân, tham học như vậy thì cũng tiếp thêm cái nguồn năng lượng trong thầy cũng vậy. Bài bài thứ 10 này là chúng ta học cái bài này để chúng ta kết thúc cái phần là tâm bất thiện này, thiện và bất thiện, để rồi chúng ta học bài phước và tội. Đó, bài phước và tội là một cái cặp phạm trù cũng là lớn đó. Sau cặp phước phước tội rồi chúng ta còn học là các pháp ba la mật. Ba la mật xong rồi dư thời giờ sư quay trở lại, sư bổ sung cho những vấn đề liên hệ đến thực tế. Rồi, như vậy cái bài tâm bất thiện này Akusala Chitta. Thứ nhất là định nghĩa. Tâm bất thiện là gì?
là tâm xấu, tâm ác, tâm không tốt đẹp. Thì sư hỏi quý vị hàng ngày thường khởi lên tâm thiện nhiều hay tâm bất thiện nhiều? Thầy Tuệ Đạt nói cho sư nghe, hàng ngày thầy tự kiểm điểm lại, thầy khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện nhiều? Dạ vô Phật, con kính thưa sư, kính thưa quý học viên. Con thưa sư là hàng ngày khi mà những lúc mà lên dự thời khóa hòa chung với đại chúng thì cái duyên lúc đó thì trong con lúc nào cũng khởi với tâm thiện, nhưng mà thỉnh thoảng thì có những cái việc bất như ý xảy đến thì bản thân con thấy những cái tâm bất thiện nó còn khởi, và con có nhìn lại nhận diện cái tâm bất thiện nó đang sinh khởi để con biết rằng là mình đang tu học để nhìn thấy rõ cái sự vận hành của tâm. Và giờ đôi lúc con cũng nhìn quay trở về để nhìn lại và thực tập không để cái tâm bất thiện nó có cái điều kiện để phát triển hơn. Dạ, không hết. Hoan hỷ với sự chia sẻ rất là chân thành của thầy Tuệ Đạt. Đúng vậy đó, lúc thiện lúc bất thiện, mà phần lớn người tu thì thâm tâm thiện nó nhiều hơn phần lớn á. Tuy nhiên mình cũng không có chủ quan nói rằng tôi tu nên lúc nào tôi cũng thiện, đó đâu, thưa quý vị. Cái lúc mình thân thể mình nó mệt mỏi mà mình bị là áp lực quá, mà thời đại nào là người đời cũng như người tu vậy, nhất là giai đoạn này ai đi ra là hành đạo là bị áp lực ghê lắm, nhiều thứ. Vai trò nào mình phải đảm nhiệm, mình đảm nhiệm, mình không kịp thời gian để nghỉ ngơi thì nó mệt mỏi, nó mệt mỏi như vậy thì nó dễ khởi lên những tâm bất thiện lắm ấy. Sư là một trường hợp điển hình, tâm thiện khởi lên cũng nhiều, mà đôi lúc ha, mình nói đôi lúc thôi, tâm bất thiện khởi lên cũng nhiều. Lấy sư làm bằng chứng, lấy sư làm điển hình thì đừng có nói người khác làm chi. Mình đi giảng pháp đừng nói chuyện của người khác, nói chuyện người khác mình không có trúng, nói không có trúng, nói lấy mình vậy là nó an toàn. Nó đúng nói sai gì mình chịu trách nhiệm về bản thân thôi, nhưng còn không có nói người khác. Nói người khác đó là biết đâu người ta thiện nhiều hơn 98% thì sao, thậm chí 99% thì sao, đúng không? Đó, cho nên tâm bất thiện ở đây bởi vì tâm tâm ác, tâm xấu, tâm không tốt đẹp. Nói theo chi pháp, tâm bất thiện là những tâm sanh lên có sở hữu bất thiện đồng sanh vào rồi. Cho nên á, quý vị học được cái tâm vương và tâm sở. Tâm vương là khái niệm chữ citta, chữ Hán và tâm vương tức là tâm nhúng trong vua. Tâm sở là tâm là tùy thuộc, ví như là tâm 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 quan, tâm tâm lệ thuộc theo. Khi mắt chúng ta thấy sắc, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, những cái này cái mà đầu tiên thấy nghe ngửi nếm á, cái đó gọi là tâm vương. Và bắt đầu nó kéo theo những suy nghĩ, ồ, món này ngon quá, món này ai nấu, cô Liên Thường nấu. Cô Liên Thường cô nấu với ai, với bạn cô. Nấu không biết bỏ cái món gì mà ngon dữ ra, ví dụ thế. Đó là một hàng loạt các trạng thái nó tự 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 nó đi theo, và ngược lại cũng vậy. Cái mùi này nó hôi quá, cái mùi này con chó đâu mà nó tới đây, nó sẽ ô xuống ở đây, con chó ai nuôi, ai dẫn tới, tại sao không xả ở chỗ thường cốc Đạo Minh và Thượng Minh Thành mà xả cốc của ông sư Hoàng, hàng loạt các cái suy tư khác nó khởi lên. Cái mà nó hàng loạt những trạng thái tâm, nó gọi là tâm sở, nó gọi là đồng sanh. Quý vị mà học Abhidhamma rồi quý vị sẽ học thấy cái chức năng của tâm vương, chức năng của tâm sở, vai trò chức năng của nó. Dĩ nhiên đó là chúng ta không cần, nếu mà chúng ta học để tu thì không cần phải học quá nhiều, sơ bộ là đủ đủ hiểu để tu rồi. Nhưng quý vị để học để làm ông thầy giảng sư thì phải học kỹ hơn.
học để hiểu pháp á, cho nó tường tận, để giảng giảng người khác thì phải học kỹ hơn, còn mà học á, là để tu thôi rồi suy nghĩ rằng là các thầy giảng cũng đủ dư rồi. Cho nên đây định nghĩa tâm bất thiện là cái tâm mà tâm không được tốt đẹp, hay còn gọi là tâm xấu, tâm quấy, tâm ác gì đó. Nói theo chi pháp, tâm bất thiện là những tâm sanh lên có sở hữu, có cái nội dung đó, bất thiện, có định kiến kèm mà đồng sanh, và nó hòa hợp và đồng sanh với cái mà cái tâm bất thiện khởi lên, tiếng Bali gọi là akusala, thì là bất thiện, là phi thiện, có nghĩa là trái với thiện. Nếu thiện là những gì lành mạnh thuộc vào lĩnh vực tinh thần, thì bất thiện là trạng thái suy nhược bệnh hoạn của tâm. Cho nên tâm của mình nó cũng suy nhược, nó cũng bệnh hoạn á. Cho nên lâu lâu sư hỏi giỡn quý vị, sư hỏi quý vị có khỏe không, nhiều người chỉ hiểu cái nghĩa là khỏe, là khỏe về thân thôi, chứ đâu biết ông sư cũng hỏi là khỏe về cái tâm của mình. Nhưng mà phải ở trong ngữ cảnh đó mới hiểu được ông sư ông muốn hỏi cái gì. Còn mà nhắn tin là khó 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 cảm nhận được lắm. Đi gặp cái ông thấy mình khỏe mạnh nữa, vươn vai tập rồi, yoga rồi, tập thể dục biểu đồ đủ chuyện, thấy khỏe mạnh lắm. Ông hỏi con khỏe không, dường như con có bệnh bệnh gì hết. Ông thấy bình thường mình vô chắp tay xá chào rồi vui vẻ, còn hôm nay ngơ ngơ vậy, không đấu chào gì nó đâu. Thì ông thầy cũng hỏi rằng là con có bệnh gì không, nhưng mà ông đó là ông hỏi ý à. Mình coi khi đôi khi mình cũng suy nhược bệnh hoạn, nhớ đừng có tưởng rằng khóc đâu, cái ngã mạn mình bắt đầu nó xuất hiện. Quý vị biết không, tu 1 năm á, ngã mạn ít, tu 2 năm ngã mạn nhiều hơn, tu 3 năm ngã mạn nhiều hơn, tu 10 năm ngã mạn nhiều hơn, mấy ông sư cũng vậy nữa, bao gồm luôn ông sư Hoàng. Nếu mà ông sư Hoàng ông biết tu, biết nhìn lại thì ông cũng còn có cơ hội sửa sang phục thiện rồi mai cho cái tôi nó nát ra đi, và nhìn nhận là các cái danh pháp sách pháp nó sanh sanh diệt diệt, thì mình hiểu rõ như vậy. Ai có xúc phạm với mình á, thì mình thấy luôn bình thường thôi, còn nếu mình không tu là nó khổ đau lắm á. Mà một khi khổ đau lên, cái khổ thọ nó khổ nó xuất hiện là bắt đầu là mình sẽ có cái gì, cái đối kháng đó nó thuộc về chi pháp gì, chân nói gì, chân son. Đối kháng từ đó là muốn trả thù, muốn trả đũa, muốn bố hiện, chứng tỏ mình hơn, đúng không? Cho nên nếu thiện là những gì lành mạnh thuộc về tinh thần á, thì bất thiện là những trạng thái suy nhược bệnh hoạn. Cho nên á, ngày thời đại ngày nay là mình tự kỷ rồi đó, nó cũng thuộc bệnh hoạn hết rồi. Co rút lại để chống lại bên ngoài, co rút đâu phải co rút mình khiêm tốn đâu, sự thật co rút đó là một trạng thái để tạo thành một cái tháp ngà để chống lại thế giới bên ngoài. Cho nên nhiều người mình thấy ngon lành vậy, nhưng sự thật là đụng tới họ là nhá lửa à, để họ tạo thành một tháp ngà để họ chống lại cả thế giới bên ngoài. Mình nói sao cái tâm người đó nó khổ quá, nhưng mình không dám nói họ khổ nữa, bởi vì khi mà nghe họ nói họ bị khổ là họ cũng phiền não nữa. Họ đâu thấy họ đâu đâu. Ở đây nếu thiện là cái gì tốt đẹp thì bất thiện là cái gì không tốt đẹp. Nếu thiện là cái gì khéo léo, chữ đây cái ngày dịch chữ khôn khéo, nhưng mình dịch chữ là khéo léo, thì bất thiện là cái gì, là gì vụng về. Vụng về mình còn gì vụng về không? Vụng về dữ lắm à. Sư giảng pháp đôi khi sư cũng vụng về nữa. Vụng về trong lời ăn tiếng nói, vụng về trong giao tiếp. Để sư nói cho quý vị nghe. Đi Miến Điện vừa rồi, sư không có nêu tên cụ thể. Đi đó một cái chỗ, đoàn Phật giáo Việt Nam mình toàn là cao tăng không à. Hòa thượng Tiền Hí á, là thành viên hội đồng chứng minh năm nay bảy mấy tuổi rồi. Hòa thượng Bụi Chánh á, ở vai trò giáo hội là to lắm á, ủy viên thư ký hội đồng trị sự rồi, phó viện trưởng rồi, phó ban thường trực rồi, ban văn hóa rồi, nói chung là danh phận to. Trụ trì cái thiền viện Phước Sơn đó to gấp 100 lần cái thiền viện, cái chỗ mà mình đó, là đoàn Việt Nam mình tới.
Nhưng cái ông sư trụ trì ông chỉ bốn mấy tuổi thôi, chứ mấy tuổi đạo là nhỏ hơn sư cụ Vũ Chánh, nhỏ hơn sư cụ Thiện Hỷ nhiều. Nhưng ông ngồi chém trẻ chính giữa thưa quý vị, ông không có chịu là đứng dậy ông chào cho mừng cái phái đoàn này, ông không có chịu nhường cái chỗ ngồi ấy là trang trọng nhất chính giữa. Cái này là sư nghĩ rằng ông sư này cũng vụng về thôi, ông không có được học cái cách ứng xử như thế nào cho hợp tình hợp lý. Ông lâu nay có ngồi chém chệ chính giữa chứng minh cho Phật tử lễ bái thọ nhận sự cúng dường riết nó quen đã, quý vị thấy không? Ứng xử là thiếu cân nhắc, thiếu trí tuệ, trở nên vụng về thôi. Ông không cố tình là tạo nên sự vụng về, nhưng bản thân thiếu sự hiểu biết tạo nên sự vụng về ấy là pháp bất thiện, bảo đảm á. Các vị đi trong đoàn không nói gì, nhưng mà để tạo nên cái niềm hoan hỷ cho cách cư xử ấy thì tôi nghĩ rằng là khó có ai mà tạo tự nhiên tạo nên cái sự hoan hỷ. Sao hoan hỷ được, cái pháp nó không được trọn vẹn tốt đẹp làm sao mà tạo nên sự hoan hỷ được, đúng không? Mặc dù không ai phản ứng, không ai nói gì, bởi vì ai cũng tu, có tu hết mà. Cho nên cái bụng bể là coi chừng cái chúng ta cũng 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 thường, do đó mà chư tăng phải học các cái học pháp. Cái sắc khi gia phải học đi đứng nằm ngồi, đi gặp cư sĩ làm sao, thậm chí thuyết pháp đó thưa quý vị. Thuyết pháp á mà chư tăng không được ngồi mà thuyết pháp cho người nằm, chư tăng không thường có thuyết pháp cho mình ngồi bên, thuyết pháp cho người ngồi giữa, chư tăng không được thuyết pháp cho người đi trên mà mình đi dưới, chư tăng không được thuyết pháp cho người đi đi trước mình đi sau, đại khái vậy. Ngay cả cái cung cách thuyết pháp giảng kinh cũng phải tôn trọng pháp nữa. Vậy nên là cái gì mà không có khéo léo hay không khôn khéo thì cái đó cũng được gọi là cái bất thiện. Cho nên cái khi nói tới bất thiện là nhiều yếu tố bụng về cũng là bất thiện. Thỉnh thoảng sư muốn giúp người nhưng mà sư nói không khéo, sư nói vụng về, nó không đúng thời cũng bất thiện nữa. Mặc dù cái gốc cái chetana là thiện, nhưng cái biểu hiện ra không đúng thời, nói pháp nó không trọn trong năm chi, hoặc là nói lời sử dụng ngôn ngữ không trọn đúng năm chi thì cái đó cũng là vụng về. Rồi nếu thiện là cái gì, hiền thiện, thì bất thiện là cái gì, tội lỗi. Cái gì mà gây khổ khổ đau cho mình và để lại cái bức bối cho người, để lại những ấn tượng xấu cho người, mà thậm chí nó di hại đời này đời sau, đó là tội lỗi rồi. Nếu thiện là cái gì quan lạc, thì bất thiện là nguyên nhân sanh khổ đau. Cho nên quý vị để ý đây cũng năm chi này, cái nguyên nhân sanh khổ đau với cái quả an lạc là một này, tội lỗi chứ không tội lỗi là hai này, vụng về khéo léo là ba này, không tốt đẹp chứ tốt đẹp là bốn này, bệnh hoạn hay là không bệnh hoạn là năm này. Cho nên là năm cái đặc tính của thiện pháp ở đây, cái bài học năm mà nghe được các đặc tính của thiện pháp đã học rồi. Cho nên suy nhược bệnh hoạn của tâm chứ không phải là, cho nên khi nói tới cái thiện pháp là phải là khỏe khoắn. Khỏe khoắn đó nói về khỏe khoắn về tâm trí, cho nên chúng ta là có nhiều người bệnh hoạn về tâm lắm á. Rồi những gì chúng ta làm ra bên ngoài ta không có quan hệ rồi, những cái gì ta nhìn vô ta không quan hệ là không tốt đẹp rồi. Rồi cái gì mình á là không có khéo léo, nó vụng về, vụng về trong ứng xử, trong nói năng, trong giao tiếp vân vân. Cho nên một khi mà thiện pháp mà nó trọn đầy á, là phải rất nhiều yếu tố đấy, chứ không phải mình có gì đấy là thiện không. Trong một buổi ha nghe pháp thiện có, bất thiện có. Trong một buổi dân y ca thi ná quý vị, thiện có, bất thiện có. Trong một ngày gì cúng hội ở của trường học bác sĩ, thiện có, bất thiện có. Nó đang xen với nhau, cho nên mà chúng ta muốn quán triệt được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, để chúng ta loại trừ dần, là cả một quá trình, chứ không phải là một buổi hai buổi đâu. Rồi phân loại ở đây tâm bất thiện nè, ba đây là chỉ nói ba căn. Tâm bất thiện đây đương nói tới cái căn, căn tham, lô ba, căn sân, đô sa.
Khi nói tâm bất thiện là đương nói đến gọi là cái căn, cái chiều sâu, chứ không phải nói đến là tâm tham, tâm sân, tâm tham lam, tâm hiềm hận hay tà kiến. Nên chúng ta học học sâu thì chúng ta mà biết được mấy cái chữ Pali nó cũng đỡ. Khi nói tham sân si này là đương nói đến căn. Ở đây định nghĩa tham là gì? Là ham muốn, là nhiễm đắm, nhiễm phải giống ngã. Đây giờ sự để nguyên cái hình nhiễm nhớ ngã, nhiễm đắm chấp trước để ngã, do sự mù mờ bởi ái dục mà tâm bị đối tượng thu hút. Nói chung là do sự mù mờ bởi, đây là đưa đưa nói đến cái tâm mà tâm 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 tham dục. Cái sự thật cái tham này nó bao hàm luôn tham quyền, tham danh, tham danh, tham phận, phận hay là địa vị. Ở đời nói phận là nói ví dụ phụ nữ là bà nhất, bà nhì, bà tam, bà tứ gì đó. Còn ở trong cơ quan thì địa vị thủ trưởng hay là thứ dân, làm sếp hay làm đính. Cho nên tâm tham nó diễn biến ở các mặt. Sân là trạng thái nóng nảy, bực bội, khó chịu, bất bình, phiền muộn, bất tự nguyện. Tôi thấy nhiều vị tăng ni sĩ học viên học xong rồi cảm thấy khó chịu, bất bình nhà trường này đó. Trời ơi, quý vị đi tìm cái sự hoàn hảo trong các cơ quan tổ chức hả? Đi tìm đi. Sư mời quý vị đi tìm sách nhân gian này. Đã là tổ chức do con người thực hiện thì dầu đó là cửa học viện thì nó cũng có những chỗ chưa được hoàn hảo, mà chúng ta phải thấy đó như là một sự kiện đương nhiên. Mà chúng ta phải thấy rằng là do nguyên nhân gì, do duyên gì, yếu tố gì nó tạo nên như thế, để chúng ta tạo nên có cái tâm từ bi hiến xá, cái đó mới là người tu. Còn bây giờ chúng ta cứ suốt ngày khó chịu bực bội, quý vị, trong khi mình có hoàn hảo đâu. Nhưng mình có phải đóng tiền vô đây, vô như mấy cái trường gì, trường Vinmart, trường Vinmart, không phải Vinmart, mấy cái trường Vincom, VinEducation, mấy cái trường kia, một học trò bình thường thôi, một tháng hết 50 triệu, một năm như vậy là 500 triệu. Quý vị đang nằm đóng vô mấy 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 triệu mà quý vị sẽ đòi hỏi quá mức. Hôm nay sư nói vậy để quý vị cũng 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 có thêm cái dữ liệu để tham khảo. Quý vị cho con đi ăn học đấy, một tháng đóng bao nhiêu, đúng không? Cho nên mình phải hiểu như vậy, cho nên mình bớt đi cái bực bội khó chịu, mình phải tìm ra những cái lý do gì cho nên mình tạo nên sự cảm thông. Rồi si là gì? Tâm tối mơ mờ thiếu trí huệ, đồng ý vô vô minh. Suốt ngày thì không có cảm thông mà cứ bắt nhặt lỗi phải với người khác. Chứng tỏ rằng quý vị cũng đâu có trí huệ gì đâu. Quý vị đâu có tâm từ gì đâu. Quý vị đâu có tâm buông xả gì đâu. Học học đã đời, sư chấp tay xá xá quý vị, mong quý vị bớt đi cái tâm tham, tâm sân, tâm si quý vị. Hôm nay học về cái bài bất thiện này phải thấy rõ ra. Chứ học nhiều đó làm gì? Thì quý vị nhiều khi mấy đứa học trò nghĩa học xong rồi cứ sân si với ông thầy. Chứ nó trời ơi sao quý vị vô học để mình giảm thiểu thiếu thanh sân si, sao đi vô học mà sân si muốn thầy tu nữa thì ở đời sao quý vị sống ta? Muốn thầy tu là sư thấy ông từ bi hy xá, phần lớn thì đại diện ông cũng còn một chút phàm. Chứ không thể nói rằng mấy ông thượng tọa, ông hòa thượng này là ông thánh thần hết rồi. Ông bậc A-la-hán, bậc A-na-hàm hết sân rồi cũng qua, nhưng mà mình thấy rằng cái tổng thể như vậy nó cũng đã tương đối rồi. Quay trở lại bài học chúng ta là tâm tham nè. Tâm tham là gì? Cái gì định nghĩa nè, ngày giá chết định nghĩa nè. Tâm thế nào là tâm? Cái chít ta, cái chữ mù la này là chỉ cho cái tâm tham, cái tâm gọi là cái kinh tham, chữ mù la là cái gốc rễ đó. Cái tâm mà cái tâm gốc rễ tâm tham rồi, tâm tham thêm thêm chữ mù la, nên thêm chữ mù la này mình thấy nó rõ nghĩa hơn. Mà tâm là sao? Thấy cảnh mà biết, ví dụ như sư đương nhìn cô
tu nữ diệu tuệ đây. Tôi nhìn cổ là sư biết cổ là cô tu nữ do bận áo người xuất gia. Như vậy thì sư nhìn qua cái màn ảnh này là sư biết cô tu nữ diệu tuệ. Đó là cái tâm của sư đây. Tâm của sư ngang qua con mắt, cho nên gọi là nhãn thức. Nếu mà sư nhắm mắt lại, sư nghe một vị hòa thượng thượng tọa nào giảng pháp, sư ghi nhận, thì chính cái tâm của sư ở nơi nội tạng, cái nhĩ căn. Cho nên nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, khi nó tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc tạo ra cái biết, cái mình nhà nhà không. Cho nên ở đây khi nói đến tâm, cái chúng ta đơn giản là gì, là biết cảnh đó là tâm đấy. Thậm chí quý vị là ngồi nhớ lại cái bài pháp xa xưa nào đó cũng là tâm biết về cái pháp, cái đó gọi được lạc đà ảnh tưởng. Những gì đã được là ngang qua bộ lọc quý vị, nó còn lại ở trong tâm quý vị cũng là một đối tượng đó. Đến đây là định nghĩa tham. Tâm tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Tham là gì? Là ham muốn. Như vậy tâm tham là trạng thái tâm biết cảnh với tư cách ham muốn, bị thu hút bởi đối tượng khả ái, khả lạc, khả hỷ. Đây thêm cái gì khả ái thôi, chưa thêm khả lạc, khả hỷ nữa. Khả ái là cái mà đáng thương, cái mà đáng vui, cái dễ thương dễ vui, cái mình thích thú, mình gọi là khả ái, khả lạc, khả hỷ. Thậm chí ở thế gian là khả dục nữa. Muốn hấp dẫn quá mà. Bồ Tát Tha Ca Tha tức là chú giải, giải rằng đây là lấy từ Tha Ca Tha. Chích tăng lupa ti thi lupa chích tăng, tâm ái nhiễm gọi là tâm tham. Hay là cái tâm thích thú, tâm dính mắc gọi là tâm tham. Như vậy ta có thể nói tâm tham là sự bị cảnh thu hút, dính mắc đối tượng, và đối tượng của tâm tham là cảnh khái, cũng như đặc tính của nam châm là hút sắt, là hút thép, hút hút tất cả những thứ nó cơ bản chất là sắt thép. Đó là dùng đó là đinh, là ốc hay gì gì đi nữa. Cho nên nam châm là nó có khả năng hút hết những cái loại mang tính là sắt thép. Và những gì bị nam châm hút là kim loại. Nói tóm lại kim loại. Tâm tham được chia làm 8 thứ, căn cứ vào 3 phương diện. Đây là theo Abhidhamma Sanghaha. 3 phương diện đó là tâm thọ. Hồi nãy chúng ta học rồi. Nhưng mà nãy chúng ta không có nói tới hợp tà với ly tà là trí. Chúng ta không có nói tới hữu trợ hay là vô trợ. Như vậy hồi nãy cái bài học hồi nãy chỉ là khảo cứu cũng ở một phần nào đó thôi, bài này bổ bổ sung tiếp. Cho nên nên là tám tâm tham này nó được biểu hiện ở 3 phương diện. Thọ thì có thọ hỷ và thọ xả. Đấy. Bởi vì nó thuộc về tâm. Thọ hỷ somanassa vedana là cảm giác vui mừng hoan hỷ của tâm. Đấy. Rồi thọ xả là cảm giác thản nhiên tự nhiên vô tư của tâm, upekkha vedana. Hợp ta miccha ditthi gata sambayuttang tức là nó tương ứng. Hợp ta này là lòng tham, lòng ham muốn có hiểu sai, chấp lầm sự vật. Tà kiến là không thấy rõ sự thật, không thấy lý vô thường của não vô ngã. Như không, nhất là cái chỗ này hợp tà hay ly tà là muốn nói đến nó tương ứng với cái trí của chúng ta đó. Cho nên một 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 thiện pháp hay là một bất thiện pháp nó câu hữu, nó dính mắc với cái trạng thái, cái cảm thọ, nó liên hệ đến nhận thức và nó có các yếu tố khác trợ duyên hay là không. Đây là nhìn thấy góc độ của Abhidhamma. Ở đây là đương giải thích các cái thuật ngữ hợp tà tới ly tà là không có sở hữu tà kiến đồng sanh hoặc. Cho nên một thiện pháp nó phải có ly tà, một bất thiện pháp nó sẽ hợp tà, một thiện pháp nó có thọ xả,
một bất thiện pháp có thể có thọ hỷ. Dĩ nhiên thiện pháp cũng có thể thọ hỷ nữa. Ví dụ quý vị nghe pháp chắc chắn phải có thọ hỷ nó đính kèm chứ. Rồi ấy, là đừng nghe pháp chắc chắn nó phải có ly tà chứ, nó có những nó có những cái trí tuệ mà nó có những cái yếu tố mà nó giúp cho quý vị là không có dính mắc với những cái sai lầm. Rồi ấy, là nó do có các yếu tố điều kiện khác nó hỗ trợ hay không, thì được gọi là hữu trợ với vô trợ. Hữu trợ là tâm sanh lên do sự trợ giúp nhiều lần, hoặc là sự trợ giúp một lần đi nữa, cho nên phải ghi rõ là tâm sanh lên do sự trợ giúp một lần hoặc là nhiều lần. Dù cái sự giúp một lần đi nữa cũng là hữu trợ, tức là cần có động cơ thúc đẩy, cần có sự nhắc bảo. Sự trợ giúp ở đây có thể là của chính mình, phân vân suy nghĩ đến đó cũng là những trạng thái tâm mà tích cực, nó tốt đẹp, nó thúc đẩy cho cái yếu tố chính kia nó được hoạt động. Hay là của người khác, người khác nhắc bảo. Ví dụ như hôm nay trước khi quý vị đi học, quý vị nhớ đến nhiều khi mình cũng được bận rộn việc khác mà quý vị cứ đấu tranh đó. Hôm nay phải tạm gác cái chuyện của công việc ở cơ quan gia đình lại đi, mọi thứ từ từ tính sau, chúng ta đi học cái đã. Rồi quý vị phải đắn đo đấu tranh, cái đó là do sự trợ giúp của một thiện tâm sở của quý vị, hoặc cô Diệu Tuệ của cô gọi Hồng Phúc ơi đi học, đi đi học em ơi, đi học học tối nay đi học, gác lại chuyện kia. Đó là sự trợ giúp của người khác, cái đó cũng là sự trợ giúp. Không. Rồi ấy là vô trợ là tâm sanh lên mâu lệ, không còn có sự trợ giúp, nó tự động nó sanh khởi, không còn sự đấu tranh mà cũng không còn sự giúp đỡ của vô thích nữa, hàng tâm hay ai đó, mà mình tự động thấy việc đó là nên làm và quyết định tánh của mình nó có mặt ngay vào cái thời điểm đó. Như vậy thì ở đây ngày giải chánh, ngày giải thích từ từ vựng, từng câu từng chữ, sự bổ sung thêm thôi. Ví dụ là tâm sanh lên do sự trợ giúp có thể một lần đến nhiều lần, dù trợ giúp đó dùng một lần đó. Nhiều người có căn tánh mặc dù nó cũng do dự nhưng mà có một cái trạng thái tâm khác nó vừa xuất hiện, nó hỗ trợ ngay và nó sẽ thúc đẩy cho cái việc thiện. Bố thí cúng dường làm phước cũng vậy chứ, có đôi lúc là mình phát tâm mạnh mẽ lắm mà đôi đôi lúc là mình không muốn phát tâm, tiền rủng rỉnh có trong túi mình muốn phát tâm, còn lúc có tiền thì không có nhưng mà vẫn muốn phát tâm, thậm chí là phát tâm cúng nợ nữa, quý vị đúng không? Ở đây nói đến tâm tham á, theo cấu trúc của Thắng Pháp Thập Vô Luận có tám. Một là tâm tham thởi hợp tà vô trợ, quý vị ni mai học từ ni sư tâm tâm hoặc là học dưới ngày bốn chánh là phải thuộc lòng hết rồi. Ngay mà suy nghĩ rằng là đối với cử nhân phải thuộc lòng, học thuộc lòng còn còn không nhớ nữa đừng nói cái học lơ tơ mơ, học từng chữ từng câu đi. Tâm tham thởi hợp tà vô trợ là lòng tham với cảm giác vui mừng, tâm tham thở ý mà, lòng tham với cảm giác vui mừng thích thú, có sự chấp sai và khởi lên một cách mau lẹ không có do dự. Hợp tà này là hợp tà kiến, vô trợ là không còn sự do dự luôn, nó gần như là cái bản chất tâm của người ấy. Xin nói quý vị, những người như thế này Phật tánh đâu ra, những người như thế này đâu mà tâm giác tỉnh đâu có sẵn, nó sống trở về với sống những giác tỉnh, trời ơi cái tâm tham của ta một rừng đây mà cái là mà bản lai vô nhất vật đâu có lúc đó, rồi cái tâm như thế này mà tâm chối sáng ở đâu có. Cho nên dẫu rằng tâm chối sáng đi nữa cũng là một quá trình thanh lọc và cuối cùng kết quả cái tâm chối sáng kia. Ở đây sư phụ nói chuyện đó, sư đừng nói đến là cái cấu trúc
của một cái tâm tham được ngài Aniruddha nêu ra ba cái chi pháp, nó tạo nên cái gọi là một trạng thái tâm cơ bản, chứ không phải là tất tần tật nha. Cái tất tần tật cũng có những cái tâm gọi là tâm biến hành đồ đâu nữa, nó phải có bạch hết mà, xúc tác ý thọ tưởng tư nhất hành đồ đâu. Nhưng mà khi muốn nói đến cấu trúc cơ bản, đây là sư nói luôn, nói cấu trúc cơ bản một cái tâm tham. Tâm tham luôn luôn nó đi với một cái trạng thái tâm vui, tham thì thọ hỷ. Nhưng mà hồi nãy sư nói trong cái bài kinh kia này, tâm tham có trường hợp tâm tham họ cũng không 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 có hỷ đâu, họ có hợp ưu nữa. Bởi vì khi tâm tham họ khởi lên nhưng đồng thời họ bị đau khổ, mặc dù nói rằng tâm sân, tâm họ sát sanh có, họ trộm cắp có, đôi khi là vì nó có những cái điều khổ đau họ muốn, họ mới sát sanh, họ mới trộm cắp, cho nên trộm cắp. Không hẳn rằng là chỉ có cái tâm tham không, mà trong khi có tâm sân sát sanh, không phải chỉ có cái tâm sân không, đôi khi tâm tham vì tâm hám lợi. Nhưng ở đây là đường nối theo cái cấu trúc Abhidhamma của ngài Aniruddha. Chúng ta phải nhớ chúng ta đang học với ai. Nên luận thư là luận giải, rồi có Athakatha, rồi có Tika là giải thưa quý vị, rồi sau đây còn lớp sau Tika nữa. Thế nên tâm tham thọ hỷ hợp tạ vô trợ là lòng tham với một cảm giác vui mừng thích thú, có sự chấp sai, nhận lầm sai, có tà kiến khởi lên và không cần có sự trợ giúp ai hết. Mấy trường hợp này là tâm tham là nặng lắm, kính thưa quý vị, không còn do dự, không còn ông sư nhất hoàng nhất bảo, không còn cái cô nàng nhất bảo, mà nó cứ tự động nó tập tập nó khởi lên, nó trở thành là cái chủng tử, theo nói duy thức là cái chủng tử hạt giống mà nó quá mạnh. Rồi tâm tham thọ hỷ hợp tà, ở trên là vô trợ, dưới là hữu trợ, là còn phải có sự nhất báo, phải có người bạn nhất nhất mày làm đi, ví dụ đó đúng á, người ta nó đã hợp tà rồi mà được phải được thêm cái thằng bạn trợ nữa. Đôi khi nó thiệt gặp một một người thầy minh triết, cho nên một trong năm cái chi pháp mà để pháp thiện sinh khởi là phải có bậc thầy dẫn dắt, hoặc là bậc thiện trí trí thức. Quý vị phải cố tìm thầy mà thờ, tìm bạn mà chơi. Sư nói cái nguyên lý chung thôi, chứ sư không nói phải đi tìm ông thầy A thầy B. Còn chuyện ông thầy nào á, là chuyện quý vị tự tìm. Quý vị phải tự thấy rằng ông thầy là thầy sáng, bạn là bạn hiền. Gặp mấy ông thầy đi học chẳng nhiều học hết rồi hết trơn, chờ tới ngày thi đi hỏi bài, bài nằm ở đâu, quý vị bái ba bái rồi cũng 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 né né ra. Ai có chat chứ trình nói xin lỗi cũng mô Phật đây, phương tiện nói dối, nó còn bận quá xin thầy thông cảm, còn không trả lời được. Chẳng lẽ mình nói rằng là ông trời ơi quá mà ông tôi không làm bạn ông nè, mình nói vậy thì có vẻ nó làm cho người ta đau lòng quá. Thôi mình cũng nói khéo mô Phật, thầy hoan hỷ, cô hoan hỷ, con bận quá. Cái đó sự thật là mình nói cũng không được thoải mái, sư mà nói như thế sư cũng không thoải mái nữa. Nhưng bây giờ chẳng lẽ mình nói rằng là ông dễ, ông làm bạn tôi không có hài lòng, nói vậy nghe nó thô quá. Thôi cũng mô Phật, phải tìm cái câu nào để nói nó dễ nghe, cho nên gọi là khéo léo một chút. Cái sự thật là đối với sư mà nói câu đó sư cũng không thấy thoải mái. Thì quý vị nói dối mình không có quen nói, mình dỗ cho mình nói khéo nữa, nó thấy cũng không thoải mái nữa. Nhưng trong trường hợp đó thì phải tìm cách mà ly khai ra. Cho nên có hữu trợ nè, cho nên giữa cái hữu trợ với vô trợ, cái tâm nào là tâm tham nặng hơn của thích nữ hàng tâm? Dạ độ mô Phật, con bạch thượng tọa là về cái tâm tham mà thọ hỷ hữu trợ là nó hơn, tại vì là cái đấy nó không, nó phải cần người suối bảo, không phải tự mình, mà bản tính của mình mà do hoàn cảnh nó thúc giục mình. Còn cái thì kia là thuộc về nó, cái bản xưa hỏi tính. Lại này, xưa hỏi lại này, giữa hai tâm này dạ. Tâm tham nào nặng hơn? Cái tâm tham thứ nhất nặng hơn ạ.
Vâng. có hỷ hợp tà vô trợ là hơn ạ. Vâng, nó không cần ai xúi bảo mà nó tự khởi lên ào ào chứ. Rồi thậm chí mình chưa kịp suy nghĩ nó cũng tự xúi mình rồi. Không, cho nên hữu trợ và vô trợ nó do mình và do bên ngoài tác động nữa. Ở chỗ đây là chưa nói tới là bên ngoài hay là do tự mình tác động. Mình tự khởi hay do bên ngoài tác động nó cũng là hay yếu tố. Rồi tới tâm thứ ba, cũng tâm tham thị. Tham tham thị. Ly tà. Cũng tâm tham. Rồi cũng tâm tham chắc chắn là phải thọ hỷ rồi. Ở đây tôi nói bốn trường hợp như thế. Mà nó rời tà. Tức là không hiểu sai. Vô trợ. Sanh lên mau. Mau lệ. Nên, cho nên nó không có tà kiến. Mình biết rằng là có nhân có quả. Còn cái tâm ví dụ cái tâm mà tâm tâm hợp tà là cho là cái tâm là không nhân không quả đi, mình tham đó mình đâu có sợ nhân quả, mình nói rằng đâu có nhân quả đâu, mình cứ tham thoải mái đi. Còn đây tâm tham thọ hỷ ly tà là đã rời khỏi cái tà kiến rồi, đúng không? Nhưng không có sự trợ giúp sanh khởi mâu lệ. Rồi tam tâm tam thọ hỷ cũng ly tà hỗ trợ sanh khởi một cách chậm chạp. Thì giữa tâm ba tâm bốn này thì thầy Thiện Đăng thầy nói cho sư Hoàng nghe cái tâm na tâm tham nào là nặng hơn. Bật mít Mô Phật Bạch Sư, theo con thì tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ thì sẽ mạnh hơn ạ. Tại vì nó sự mong muốn cảm giác vui mừng và nó không có hiểu được sai đúng và sanh khởi một cách chậm chạp ạ. Sư đặt lại câu hỏi giữa tâm tham thứ ba và tâm tham thứ tư tâm nào là có bản chất nó tâm tham mạnh hơn? Theo con thì tâm tham thứ ba là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Có bản chất mạnh hơn. Bởi vì nó vô trợ mà không cần sự trợ giúp nó cũng sinh khởi Dạ đúng rồi ạ. mà. Cái hạt giống nó quá mạnh đi. Nó gặp cái trường hợp đó là nó tự động, nó automatic, nó hoạt động. Và sở dĩ nó automatic là bởi vì nó đã mạnh mẽ từ bên trong rồi. Cho nên nó cũng gặp một cảnh ấy. Nhưng mà cái tâm tham, cái tâm mình nó có sẵn, nó lập tức nó hoạt động, nó automatic, nó tự vận hành. Còn cái kia là nó cũng thọ hỷ rồi, nó cũng đã hiểu được lý nhân quả rồi, nhưng mà nó vẫn còn ở tâm tham muốn, rồi là nó được là người khác xúi, hoặc là trong tâm mình nó cứ dần dần cuối cùng là nó thắng đi, thì cái tâm ba vẫn là cái tâm mạnh hơn. Cho nên cái vô trợ là cái tự động. Cái tự động nghĩa là tự động là nó mạnh mẽ nên nó mới tự động. Nếu quý vị học cái học thuyết chủng tử trong duy tức học á, quý vị thấy không, cùng thời học thuyết duy tức học ra đời trước cái tác phẩm này, mà những mà thời xưa nó phải như thời nay đâu, là một người ở mỗi phương trời và các vị luận sư tư duy độc lập và cuối cùng ra những tác phẩm độc lập. Cho nên cái học thuyết chủng tử là cái học thuyết về duy thức học, mà học thuyết này để sư nói cho quý vị nghe, quý vị được học đấy, nhưng mà cũng không hẳn là đúng chân lý 100% đâu. Cái đó là quan điểm của ngài Vasubandhu, và sau đó là quan điểm của ngài Giới Hiền, là quan điểm của thậm chí quan điểm của ngài Huyền Trang người vô nữa, nhưng mà nó có nhiều điểm tương đồng, đó là học thuyết và chủng tử. Quý vị phải học phải hiểu thấu cho nên á, khi mình học hết á thì quý vị sư mình có thời giờ sư cũng học lại nữa. Bởi vì mình học cũng có tin đâu, mình cũng học có phải là thông hết đâu, cho nên phải học. Cho nên cái học thuyết là chủng tử là được nói rất rõ trong hệ thống duy thức. Duy thức xong rồi đó là gì, duy biểu tất cả những khái niệm này đã từng trải qua tại Ấn Độ, mà sau này Việt Nam mình ví dụ ngành nhất hạnh ngày không muốn dùng cái duy thức,
mà ngài muốn dùng chữ di biểu. Đó cũng là những quan điểm của các vị luận sư bên Ấn Độ đã từng là kinh nghiệm hết rồi. Nên sự thật là người xưa ta nghiên cứu cũng thấu đáo lắm mà ta phát triển các học thuyết, trong đó là học thuyết về chủng tử đó. Mà quý vị học ở trong cái tác phẩm là Dị Bộ Tông Luân Luận đó, cũng sẽ thấy rằng là các bộ phái cũng bắt đầu trình bày về cái học thuyết về chủng tử. Chính vì từ đó về sau, cái học thuyết chủng tử nó được hình thành và phát triển ngang qua cái hệ thống là Duy Thức Tông hay là Pháp Tông. Rồi như vậy bây giờ bốn cái tâm đầu tiên là tâm tham á, là thở ý hết nha. Bây giờ tâm tham là thọ xả nữa đó quý vị thấy không, cho nên đây là thống nhất là tâm tham thở ý và thọ xả thôi. Còn là sư phân tích như cái bài trước đó thì sư nói là tâm tham nó có cả câu hữu với thở ưu luôn, nó cũng rất là phức tạp lắm, nhưng mà đây các vị đương nói tới tâm tham thở ý và thọ xả thôi. Còn người ta các vị nói là chỉ tâm sân mới thở ưu, chứ sư thấy ngay cả tâm tham tham ái nó vẫn có thở ưu nữa, nhưng mà đó có vẻ như là trường hợp hơn ngoại lệ một chút xíu. Mà sư thấy là tâm tâm chúng sinh nó cũng điên đảo lắm. Sát na này là hỷ, cái sát na sâu là ưu, cho nên nó trong cái tiến trình nó cảm thọ nhau nó lẫn lộn, thọ xá có, thọ ưu có, thọ hỷ có, nó liên tục các cái trạng thái tâm mà ngang qua cái sát thân này. Nên tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ đó, tâm tham là cũng thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà, rồi tâm tham đó, năm nữa, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Như vậy là bốn bốn trạng thái tâm sau là thọ xả. Mà như hồi nãy sư nói, có trường hợp tâm tham nó vẫn có thở ưu, bởi vì tâm tham thúc đẩy như là tham 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 tham, tham quyền vị, tham 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 địa vị, họ cũng trong cái trạng thái tâm bực bội khó chịu với đồng nghiệp lắm á, vì cái tự vì vì sự ganh ghét là bực bội này mà dẫn đến họ cũng muốn có cái quyền địa vị để khống chế lại người ta. Cho nên ngài Anuruddha ngài nói các trạng thái tâm này cũng là những cái mẫu số chung mà theo cách riêng của ngài thôi. Có hồi xưa mấy vị bên Theravada cũng cố chấp nhất định cái này là công thức chúng không thể nào mà bổ sung thêm, tôi nói đó là quan điểm các vị thôi. Còn là cái nhìn của sư, sư thấy rõ ràng đôi khi tâm tham cũng có thở ưu, vừa là có một chút khí đó, nhưng mà cũng có những tâm, nhưng cũng có những trường hợp là ưu não nó xuất hiện ngay, và đôi khi cái ưu não nó còn nhiều hơn là cái niềm vui nữa, kính thưa quý vị. Và tâm tham họ sẽ là có đó, nhưng mà cũng không phải là tất cả là như thế. Bây giờ sư nêu tiếp tục ở đây, nhân sinh, cái nhân mà sinh tâm tham là gì, gồm có bốn yếu tố. Tục sinh có nghiệp tham liên hệ, tục sinh tức là cái sự tái sinh tiếp nối với tiền kiếp. Cho nên là cái người mà nhiều người mới sinh ra là vốn nó có tham. Quý vị thấy cái nhiều bé không? Ai gì nó đâu. Nhiều bé gái là nó tranh bố nó với mẹ nó. Ngày nay có mấy clip sư coi rõ ràng nhiều đứa bé gái chưa chút xíu mà ai dạy nó đâu, thậm chí bố mẹ nó thấy nó ngộ ngộ khôi hài cho nên quay lên đưa lên thiên hạ xem ấy. Trời ơi, bé gái thì nó dành bố với mẹ, còn bé trai á thì dành mẹ với bố. Bố mẹ nó giả bộ thể hiện sự yêu thương á, bé trai hay bé gái nó cho, nó can thiệp vô đấy. Cho nên là từ đó có cái gì ta nói rằng là
Nhân chi sơ tánh bốn thiện sư cũng không đồng ý quan điểm của mạnh tử. Nhiều sư như vậy thì nhân chi sơ tánh bốn ác của tôn tử. Mà sư đó quý vị nghe, tu sĩ Phật giáo rồi đó mà không thấy rõ là con người không phải sinh ra là thiện với hoặc là ác, nó còn nó thừa hưởng cái chủng tử nghiệp lực quá khứ nữa chứ. Cho nên nhân sinh tâm tham, tục sinh có nghiệp tham liên hệ, đó là nói đến cái gốc rễ sâu xa nhất. Nên mình sinh ở trong đời, nhiều khi cái người đó có tính tâm tham, gặp đứa đệ tử tâm tham mình cũng thương nó, thưa quý vị. Sư nghĩ có ông sư nọ, ông tham gì đâu, ông đi lấy cái bát đẹp cũng cất, ông để dành cho ông hay ông cho người khác, sư thấy thương quá. Rồi bị tan đoàn á, bách ra rồi vỡ rầy nhiều lần, một hai lần cái ông buồn ông tu, sư thấy thương quá. Rồi mấy cô ni cũng đi lấy thêm ít bánh trái rồi trên chánh điện hay gì đó gì cốc ăn, rồi bị quý ni sư sư cô quở phạt rầy rồi. Chứ những ta tu được sư thấy sư mấy cái việc nhỏ tham nhẹ rồi cuối cùng không tu được sư thấy thương quá, thì quý vị. Mà nó trở thành là cái bản chất của người ta mà đi vô tu không có mạnh mẽ để bỏ được, và đó là tục sinh có nghiệp là tham hết. Thứ hai, đời trước đã tham, nên nói đến cái nhân sâu xa rồi chứ. Thì thật ra cái cơn một với hai này, hai cái này có thể gom lại là quá khứ và hiện tại. Tục sinh là ngay trong hiện tại này, có nghiệp tham liên hệ là phải nói đến quá khứ thôi, và đời trước đã tham là cũng là cái nhân thôi. Thứ ba là gặp hoàn cảnh tốt, gặp hoàn cảnh nó thuận ý vừa lòng, nó khiến cho tâm tham sinh, chứ nếu mà nó không có hợp cảnh đó, thì cũng khó tâm tham. Rồi gặp cảnh vừa ý, cho nên thật ra nó chỉ cái hai cái ý quan trọng thôi: một là nhân tham trong quá khứ, hai là gặp hoàn cảnh hiện tại. Cho nên nó là trong kinh nói cái thuận khảo ấy, nghịch khảo là mình chịu không nổi, nhưng mà thuận khảo á nó cũng khiến cho mình dễ trôi 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 dạt ở trong cái tâm tham lắm, cái thuận khảo ấy. Đây chốt lại, tâm tham thường được phát khởi với nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là sự tham. Tham ái là chữ tăng ha, chữ tăng ha vốn mình dịch là tham ái hay là ái dục, nhưng nó cũng có nghĩa rằng là sự khát khao. Chữ khát khao này vốn có nghĩa người ta khi tuổi gì nó mạnh mẽ và ái dục quá, cho nên mình nói nó ái dục, chứ nó nói chung nó là một sự khát khao của sự sống. Tăng ha rồi tâm sân, sân là sự khó chịu, trái ý, nghịch lòng, bất tội nguyện. Tâm sân là sự biết cảnh với tư cách là trống nảy bất bình không vừa ý. Nên hỏi, nhưng mà nhiều mình một cái ăn của mình nhiều khi mình cũng cũng thể hiện tâm sân lắm, mình ăn khó chịu, mình ăn một bữa mình bực dọc khó chịu, mình nói ra mình cầu nhau, cái đó cũng tâm sân ấy. Tâm sân là sự biết cảnh với tư cách là nóng nảy, bất bình, không vừa ý nè. Đặc tính của tâm sân là hủy diệt đối tượng, không chấp nhận đối tượng. Trái với tâm tham là gìn giữ, ôm ấp đối tượng. Tâm sân là đẩy ra, chống đối, triệt hạ, làm cho nó biến mất. Đó. Cảnh của tâm sân là những đối tượng khả ố, là đáng ghét đó, cũng như lửa có đặc tính thiêu đốt. Cho nên một khi mình có tâm sân là mình thấy cái gì mình bực bội, thấy ta đi mình cũng ghét nữa, thấy ta đứng mình cũng ghét nữa, rồi khi tới ta cười mình cũng nghĩ đang cười xấu như cười mỉa mình. Còn nếu mà mình mà cái tâm mình quan hệ, mình thấy ta cười sẽ dễ thương quá, mình thấy ta đứng sẽ đứng có duyên quá. Còn một khi mình tâm sân nổi lên rồi, thấy ta đi đứng nằm ngồi mình ghét cái gì, khi thương khi ghẻ đường đi, ghét kẻ tâm chi họ hàng. Người Việt mình cũng có nhiều câu hay vậy đó. Ở đây nghe anh Núi Đa nói tâm sân có hai cái trạng thái chính,
tâm sân thọ thì thở ưu. Một khi tâm sân nổi lên là luôn luôn thở ưu. Hợp là chữ hợp phẩm. Nhưng ở trong đây thông thường ngày xưa không biết vì lý do gì đánh chữ phấn, chỉ sự tra ra không có chữ phấn nào là sân hết đó, phấn có phấn khích thôi. Cho nên chữ hợp hay là hợp phẩm hỗ trợ, tức là sự nóng giận ưu phiền sinh lên do sự thúc đẩy nhiều lần hỗ trợ đó. Ví dụ một người tánh hay vui vẻ gặp một người dùng lời chỉ mắng lúc đầu tâm chưa phản ứng gì, sau khi nghe nhiều lần thì nổi giận. Sự nổi giận ấy là tâm hỗ trợ vậy. Nên một khi tâm sân thì nó có trạng thái tâm tâm không vui. Rồi tâm sân á, thở ưu cũng hợp phẩm tức là hợp sự khó khó chịu ấy. Đây chúng mình. Hợp phẩm thì phù hợp hơn này. Hợp phẩm tức là tức tức tối. Cho nên nó một khi mà có cái trạng thái tâm sân này nó có mặt là thọ, là rồi cái trí của nó hợp với cái đây là nó hợp nó tương ứng với sự nhận thức rồi vô trợ. Ví dụ một người quen tật sân, ai chạm một chút gì cũng nổi giận, do đó khi vừa gặp cảnh bất như ý là tâm sân nổi liền lên, tâm sân đó là tâm sân vô trợ vậy. Như vậy giữa tâm sân một và hai, tâm sân nào nặng hơn? Mời cô Nguyễn Thị Ánh Hồng. Dạ mô Phật, con bạch sư, ở hai tâm sân này con thấy tâm sân thọ uôn hợp phấn vô trợ là nặng hơn. Vâng, theo cái công thức trên, cứ vô trợ là nó tự automatic, còn hỗ trợ là bởi phải nhờ nhiều cái duyên lắm á, nhờ người ta nói tới nói lui, rồi mình cũng tâm mình cũng bực dọc rồi mình cũng nhiều lần. Chứ nhiều người ta chịu đựng một lần, hai lần, ba lần để chịu đựng được liên quan với tôi chuyển nổi. Còn có nhiều người là mới lần thứ nhất thôi là lập tức nổi giận đùng đùng liền. Đó, nghe người khác nó chứ chưa chưa chưa, chưa nghe người khác là đổ dầu vô lửa, còn có trường hợp là phải đổ dầu vô lửa nữa. Rồi như vậy ở đây tâm sân thường sinh khởi do nhiều nguyên nhân, như do tánh quen sân là có thói quen nghiệp gì trái ý cũng phát sinh sân hận, thì đối với bản tánh nông nổi thiếu sự suy xét sâu xa cũng là yếu tố làm tâm sân phát khởi. Được, đối với người thiếu sự học hỏi tánh tình thô lỗ cũng là nguyên nhân làm tâm sân bị phát khởi, là nguyên nhân chính, phải nói là sự nhập cảnh không tốt đẹp. Như vậy ở đây các ngài đưa ra cái nguyên nhân vì sao nên là tâm sân sinh khởi. Bây giờ mình tính thứ 1 2 4 ngang, như do tánh quyền sân nè, thiếu sự suy xét ra nè, một cái chấm phẩy như vậy hết cái đoạn này là một, đúng không? Thật, đối với người thiếu sự học hỏi tánh tình thô lỗ cũng là nguyên nhân phát khởi là 2 này. Như vậy ở đây đưa ra 3 cái nguyên nhân chính thôi. Đó. Do bản tánh nông nổi thiếu sự suy xét thông thường, đó là yếu tố 1. Thứ 2 là thiếu sự học hỏi tánh tình thô lỗ cũng là nguyên nhân thứ hai. Hai nguyên nhân này nó có yếu tố cũng gần giống nhau. Và cái yếu tố thứ 3, nguyên nhân chính phải nói là sự nhập cảnh không tốt. Như vậy là yếu tố thứ thứ ba có thể được xem là yếu tố mà quan trọng, mà nếu xét 2 yếu tố là yếu tố là nội duyên và ngoại duyên. Nội duyên là yếu tố tự thân, ngoại duyên là yếu tố tác động bên ngoài, mà phần lớn tâm sinh chúng ta là do tác động bên ngoài. Nếu phần lớn xưa cũng vậy nữa, ví dụ yếu tố bên ngoài tác động với sự bực mình, ví dụ là nghe sinh viên họ nói vậy, nghe nhìn những đoạn chat sinh viên tào lao đó, người đó ví dụ như thế là sư cũng sanh ra cái tâm bực mình đi chẳng hạn đó. Cái đó là cái trường hợp mình dễ thấy nhất. Còn là dĩ nhiên là cũng nhiều khi do mình nông nổi, mình thiếu học hỏi thì cái yếu tố này nó cũng có mặt,
Như vậy thì một trạng thái tâm sân có thể là do chính bản thân mình, hai là do tác động bên ngoài. Và bây giờ qua tâm si. Tâm si là gì? Si là sự si mơ mờ ám. Tâm si là trạng thái tâm mơ tối, thiếu sự sáng suốt, hành động mù quáng, sai lầm vì không thấu triệt hay là thấu tỏ các sự vật hiện tượng. Ở đây á, nghĩa là tâm si đưa ra hai hai trạng thái tâm chính. Tâm si thì hợp với hoài nghi, bởi tâm si thì luôn luôn đi với hoài nghi, cho nên khi mà hoài nghi có là tâm si có mặt. Mà hoài nghi nó gồm có hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi Tam học, hoài nghi Tam thế, hoài nghi về duyên sinh. Mà có thể nói rằng là hoài nghi về duyên sinh này, hay còn gọi là hoài nghi về hoài nghi. Rồi là cũng có một cái trường hợp nữa ta gọi là hoài nghi về chính bản thân mình. Còn trong cái bản của Ngài Giá Chánh này ghi là Phật, Pháp, Tăng là ba, Tam học là bốn, Tam thế là năm, duyên sinh là sáu. Cái này nó cũng mang cái tính truyền thống. Và chúng ta có thể bổ sung chữ hồi 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 sinh về duyên sinh đó, cái vị không 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 nói về hồi nghi về duyên sinh mà nói hồi nghi về nghiệp. Bây giờ chúng ta đi lần lượt, thế nào là tâm si hợp với hồi nghi? Đây là sự mờ ám si mê của tâm do sự lưỡng lự phân vân. Cho nên kính thưa quý vị, nghe pháp là một cách để đoạn trừ hoài nghi. Thân kiến nghi do cấm thủ, ba chi pháp đầu tiên để đoạn trừ chứng được sơ quả tu đà hoàn là phải đoạn trừ nghi. Nên sự hoài nghi ở đây phải hiểu là sự hoài nghi có hậu quả tai hại, như hoài nghi tam bảo, hoài nghi tam học, hoài nghi tam thế, hoài nghi duyên sinh. Đó. Hoài nghi thế nào là hoài nghi Phật? Là không tin sự giác ngộ hay không tin tuệ giác hoặc oai lực của Đức Phật. Nhiều người á là họ không có tiếp cận với sách sử, họ nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật là tưởng tượng bởi các nhà tôn giáo, chứ không có một nhân vật là lịch sử bình thường bình thịt. Cho nên chính vì vậy những gì Đức Phật nói đó chẳng qua người đời sau nói thôi. Cho nên họ từ cái cơ bản là không tin Phật dẫn đến không tin pháp. Còn để hoài nghi về pháp là gì? Là nghi ngờ về công năng của pháp bảo, hoài nghi về tánh cách chất thật và hiệu quả của Phật pháp. Pháp có sáu đặc tính, người này không hiểu về giá trị của pháp cho nên cũng không tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật luôn. Bởi vì họ có khi nào họ chiêm nghiệm và họ tu tập để họ thấy được pháp của Đức Phật là vượt thời gian đến để mà thấy được người trí chứng biết đâu, có là thiết thực hiện tại đâu. Và lời dạy của Đức Phật luôn luôn nghĩa vang đầy đủ, quý vị nhớ nha. Lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni á, cái thuở ban đầu là vang nghĩa đầy đủ, vang và nghĩa luôn luôn đầy đủ. Còn ở đằng sau và viết kinh Phật á, là có nhiều khi á, là văn không đầy đủ, cho nên mình nó muốn nói rằng là được nôm quên cá là vậy, được cá quên nôm chứ, được ý quên lời. Còn đúng ra khi Đức Phật giảng thuyết là văn nghĩa đầy đủ, nên nhiều chỗ là văn nó không đầy đủ mình nói thôi lấy ý thôi, chúng ta phải đành như thế thôi, biết rằng đó là sự biên tập của người đời sau, chỗ đó chưa khéo léo. Chế Sư Hoàng tin tưởng rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là toàn giác, cho nên lời Ngài khai thị luôn luôn văn và nghĩa cách đầy đủ. Hoài nghi tăng là sự nghi ngờ về sự thành tựu giới hạnh, thành tựu đạo quả của chư tăng. Giờ họ không tin rằng đời này có vị chứng được quả Sa Môn Bà La Môn trong hiện tại. Tất cả mấy ông thầy tu đó là ông thầy tu giả hết á, không có ông nào là chân chính tu hành. Hiện nay cũng có một số người cư gia bá tánh bởi vì họ có cái ấn tượng xấu. Cái chỗ này chúng ta cũng thông cảm thôi. Hồi nhỏ ở chùa làng thấy mấy ông thầy chùa thì cũng đá gà đá dê, uống rượu ăn thịt, làm chuyện gì đó khiến cho họ họ có ấn tượng xấu. Bây giờ họ nghe tới ông sư là họ nghĩ rằng mấy ông sư cũng tào lao không, mà làm gì có ông sư chân chánh tu hành đâu. Hoài nghi về tam học là sự nghi ngờ về pháp tu. Tam học là
tam học là gì? Giờ để sư hỏi, sư cô Quảng Hòa nói về tam học là gì, sư Nghiêm? Tam học là gì? Bật mic lên. Tam học là gì? Nãy giờ nghe suy nghĩ quá quên, nghe quá cũng quên suy nghĩ. Viên trí, sư cô viên trí, tam học là gì? Bật mic lên. Tôi nhớ không biết có đúng không ạ? Là gì, nói nhanh đi chứ, lâu quá. Con tin bạch thầy là con nhớ nó không chắc chắn ạ. Tam học là giới định tuệ chứ cái gì mà không biết rồi. Tam học là giới định tuệ. Mà thêm chữ tam vô lậu là cái pháp mà giới định tuệ nó trong sạch không ô nhiễm. Còn tam học, tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng huệ hay là giới định tuệ. Tam học đó là ba pháp học căn bản của một người xuất gia. Ở đây nói rằng là sự nghi ngờ hoài nghi là pháp tu tam học, như hoài nghi về sự trong sạch của giới, ở đây cũng giải thích nè, hoài nghi về sự thanh tịnh tiến hóa của định, hoài nghi về sự sáng sáng suốt tận của tuệ, tức là hoài nghi về ba pháp tu cơ bản của chúng ta là giới định tuệ có đưa đến giải thoát giác ngộ niết bàn hay không. Mà đôi khi chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề là đúng rồi, nhưng mà chúng ta đặt vấn đề nó khác với hoài nghi nha. Đặt vấn đề chúng ta tu nhận là tu đúng với giáo chưa, tu đúng nhận đúng định chưa, tu vậy đúng tuệ chưa, chứ không phải là hoài nghi. Hoài nghi là không có niềm tin. Còn đặt lại vấn đề là để soi sáng lại mình. Còn hoài nghi tâm thế là hoài nghi về quá khứ, hiện tại, về vị lai. Mình không biết mình từ đâu đến, đến như thế nào, đến để cuộc đời làm gì. Và mình đó là phân vân về là cái niềm tin về duyên khởi, về nghiệp báo đó. Đôi khi mình rơi vào cái chủ nghĩa cực đoan, đoạn diệt, hoài nghi về duyên sinh là sự nghi ngờ về hiện tượng sanh tử, phân vân về đời sống hiện hữu của chúng sanh. Mình không thấy rõ về mọi sự vật hiện tượng là do duyên sinh, cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Cho nên cái pháp duyên sinh ở đây như vậy, sáu cái nhóm mà trong truyền thống nguyên thủy thường đề cập tới, nghi ngờ Phật, Pháp, Tăng, tam học, tam thế và duyên sinh đã trở thành là một trong những cái mẫu thôi. Còn ngày xưa phần lớn là hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng thì cơ bản. Bởi vì trong Pháp nó có tam học, tam thế, từ ngã trong hiện tại lai. Một khi mà đã phá vỡ cái này thì tự động là tam thế này cũng bỏ đi. Hội nghi về duyên sinh là pháp. Một khi đã có niềm tin với Phật và Pháp với Tăng rồi, là quý vị là có thể nói rằng là ba cái chi pháp là lớn nhất, là bao trùm nhất. Rồi mà sau này một số gì nó nói tam học, tam thế, duyên sinh, rồi có một số gì bỏ ba cái này đi, thay thế vào là hội hội nghi về tự thân, hội nghi về cái quy luật nhân quả nghiệp báo. Cho nên về ba cái chi phần sau, tam học, tam thế và duyên sinh á, nó không phải là cái mẫu số đồng nhất. Nhưng chúng ta học thì chúng ta vẫn phải biết. Rồi tâm si như vậy, một là tâm si hợp với hoài nghi, hai là tâm si luôn luôn đi kèm với cái gì? Phóng dật. Phóng dật là gì? Là một sự buông thả, một sự buông thả của thân đối với các trần cảnh. Ở đây gọi là sự mù quáng thiếu sáng suốt do sự lao chao bấn loạn của tâm. Phóng tức là ném, dật là tung tế. Phóng dật là sự ném một vật vào đống tro làm bay lên bịt mù, giống như một người đang ngồi làm việc
bỗng một tiếng động lớn làm người đó giật mình, bay lên như một người sợ ma. Lúc đi đêm bất chợt gặp bóng đen, người đó sợ hãi la lên, tâm bị loạn động. Nói chuyện phóng dật á, nói tóm lại giống như một sự trượt dài, trong nó là sức thân hương bị xuất phát thôi. Ví dụ mà mình chúng ta mà thích nghe nhạc trịnh quá không kiểm soát được cũng là một dạng phóng dật ấy. Chúng ta thích coi phim chướng quá thì được cũng là một dạng phóng dật ấy. Mà sư nói là dù cho nghe nhạc trịnh nhạc thanh cao đấy cũng nói vô thường, nhưng mà suốt ngày cứ gắn cái headphone vô mà nghe, không chịu nghe pháp mà tâm mình cứ tưng 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 với những điệu đàn đó, như thế cũng là một dạng phóng dật. Thế chưa nói tới chuyện mà phóng dật đi chơi, trèo chùa, trèo tường đi chơi đồ nói chứ. Đó là quá lố rồi. Ở đây nói tâm si được sinh khởi. Được sinh khởi do nghiệp si mê đời trước, sanh nhầm đời nhiều sân hận, thường gặp cảnh phiền não, thiếu sự thúc, thu thúc nơi ngũ căn. Đấy. Cho nên đó là tâm si nó cũng do cái đời trước mình nó cũng đã mê rồi. Rồi đời này gặp lại cái cảnh nó không được là các bậc thiện hữu trí thức nữa, nên gặp thầy sáng bạn lành ở chỗ đáng ở hả, rồi như lý tác ý hả, trời ơi mấy cái đó là một cái thiện pháp ấy. Cho nên sư khuyên quý vị ở cái chỗ nào mà sân si quá thôi theo bài kinh khu rừng đi. Cho nên nhà Phật không có cái chú thuyết ngu trung, chú thuyết ngu trung là phục vụ cho cái chủ nghĩa phong kiến của nhà vua. Nhà Phật không có vậy cái chủ nghĩa đấy. Nhiều ông vua ông u mê ám chướng quá mà mới gì trung thành ông làm gì, tiếp tay cho ông gây nhiều tội lỗi tội ác với dân tộc, cái nhân sinh và bá tánh. Cho nên nhà Phật không có cái chủ thuyết là ngu trung. Tuy nhiên nhà Phật cũng nói đến cái sự phản bội, sự quay lưng của những người cho đó, cho nên nó cũng trở thành một bất thiện pháp của trong 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 khi chúng ta liệt kê các bài kinh. Trong 10 bài kinh đầu tiên của kinh Trung Bộ, trong đó có liệt kê là cái sự phản bội của mình cũng là một cái bất thiện pháp, nhưng mà không có cái kiểu mà kiểu là phải trung thành ngu trung như kiểu của chế độ không khí Trung Hoa nha. Tâm si thường sinh khởi do những nguyên nhân như do thói quen hay cái tánh sợ sệt hay cái tánh giật mình, sở hữu phóng dật hay có ngờ vực, gọi là ngờ vực hay hoài nghi. Những người sanh ở những xứ nhiều sân hận như chiến tranh nên tâm thường hay dao động, hoặc hay thường gặp những nghịch cảnh gây phiền não, không tịch tỉnh. Tịch tỉnh, tỉnh với ngã mới phù hợp hơn. Cần ghi nhận ở đây là khi tính can yếu sẽ phát sinh hoài nghi, tấn can niệm can định can yếu làm phát sinh phóng dật. Ở đây khi nói đến năm can, tuệ can yếu cũng phát sinh hoài nghi nữa. Cho nên khi u trong 30 võng trên trời đạo, trong đó có cái pháp tu quân bình năm căn, tại vì năm căn nó tạo ra năm sức mạnh tính toán niệm định huệ. Ở đây nói tính căn yếu thì phải phát sinh hoài nghi, hoài nghi thì nó hợp với si mê. Rồi tấn căn niệm căn và định căn yếu thì là phóng dật. Cho nên một người mà ta kiểm soát được thân tâm của người ta không còn phóng dật á, là phải định căn rất là mạnh và tấn căn rất là mạnh, niệm căn rất là mạnh. Rồi tuệ căn mà yếu thì nó cũng sẽ phát sinh hoài nghi nữa. Cho nên tính tấn niệm định huệ là pháp tu cơ bản mà kính thưa quý vị, trước thờ Phật, trong thờ Phật nhiều tu sĩ Bà La Môn cũng tu tập năm năm cái căn lành này, nhưng họ tu không có chín, không có tới nơi, không có được bậc đạo sư khai thị thôi. Cũng với năm căn này nhưng Đức Phật đã triển khai trở thành là một trong bảy nhóm, đúng không? Người tứ niệm xứ, tứ chính cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo Phật. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nghi túc, ngũ căn, ngũ lực, ngũ thất bồ đề, bát chánh đạo Phật, đấy bảy nhóm. Cho nên khi mà năm căn này, năm căn lành này, gọi là năm căn lành mà tu tập nó mạnh mẽ đó, thì nó tạo nên cái sức mạnh của nó, và sức mạnh này nó giúp cho trọn trừ cái sự si mê. Cho nên một khi có tuệ căn thì hoài nghi chấm dứt, hoài nghi chấm dứt thì đâu còn si mê nữa. Đây. Hành sự tâm bất thiện khi sanh khởi bình thường gọi là bất thiện, khi sanh khởi mạnh gọi là ác. Đấy.
cho nên cũng là hai từ này thôi. Akusala là bất thiện, chữ ba ba là ác hay còn gọi là tội. Chúng ta sẽ dập lại khái niệm ba ba này, cho nên nó vừa là dịch là tội mà vừa cũng dịch là ác. Ác hay việc làm của tâm bất thiện gồm có 10, nương theo ba nơi tạo nghiệp là thân khẩu bỉ. Cho nên có một vị là hòa thượng, một vị trưởng lão bên bên hệ phái các sĩ, ngài nói tôi thấy đạo Phật cũng đơn giản thôi, không có vấn đề gì, bởi vì có cái gì ta đương bàn luận. Đạo Phật là quá cao siêu huyền bí, bất khả tư nghị, không thể diễn tả bằng lời, không thể diễn tả bằng suy nghĩ được. Ngài nói tôi thấy đạo Phật có gì lắm đâu mà các ngài nói cho quá. Tôi thấy đạo Phật chỉ có thân khẩu ý, đạo Phật giới định tuệ, tu mà coi như có giới định tuệ thì tu nó thân khẩu ý. Tôi thấy đạo Phật không có ngồi thân khẩu ý, đạo Phật không có ngồi giới định tuệ. Ngài là một ông nông dân, cho nên ngài nói tôi thấy đạo Phật không có gì mà ghê gớm đâu. Ngài Giác Như, kính thưa quý vị, ngài là được xem là tri sự trưởng đầu tiên của Phật giáo Pháp Sĩ đó. Khi mà giai đoạn đầu tiên tổ sư Minh Đăng Quang thì là đưa ra hai cái hướng, một là hành xứ là đi du phương, hai trụ xứ là ở ngôi chùa dành cho những bậc trưởng lão già lớn tuổi đi hành đạo, ở đây nó cũng không đủ sức khỏe cho nên gọi là trụ xứ, hoặc là những người còn mới vô tập sự thì còn phải đương thầy, phải cần thầy dạy dỗ giới hạnh uy nghi, rồi sau đó thọ tỳ khưu, rồi lúc bây giờ mới cho đi hành tứ như pháp. Thì cái giai đoạn ở chùa đó gọi là trụ xứ, thì ngài là người là tổng chỉ huy quản lý các người tịnh xá trên 20 ngôi tịnh xá, để sắp đặt người A, sắp đặt người B phải ở lại trụ xứ trong nom, rồi là quét tước dọn dẹp sửa sang tịnh cốc chánh điện giảng đường v.v. Nghe nói đơn giản tôi thấy đạo Phật không có gì được không, nhưng thân khẩu ý giới định huệ thôi. Tu đi thân khẩu ý và lấy giới định huệ này thôi là xong. Đấy. Ở đây ta vẽ cái biểu đồ tâm tham, tâm sân và tâm si. Chia ra thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp. Sở dĩ đây không nói đến tâm si vì hình vì hành sự của tâm này đã rõ. Đây nó tâm tham, tâm sân thôi nha. Rõ ràng qua tên gọi của mỗi thứ tâm, như ngờ vật là hành sự của tâm hoài nghi, bấn loạn là hành sự của tâm phóng dật. Còn đối với thập ác, tâm si quấy ước nên không thể can dự vào. Đúng ra nên là tâm si đồng hành với tâm tham và tâm sân, nghĩa là khi tham và sân các bậc đồng nghĩa với tâm chi phối. Đây là cái câu của sư, là sư viết bổ sung, đọc cũng phải có cái sự suy tư của mình. Tác năng tạo quả trong 12 tâm bất thiện, khi tạo các nghiệp thì sẽ cho quả nặng nghiệp như sau. Tâm tờ hỷ thì có quả nặng hơn tâm tờ xả. Hỷ mà tâm tham thọ hỷ, cái tâm tham thọ xả thì tâm tham thọ hỷ có quả nặng hơn. Bởi vì cái tâm tham thọ hỷ là sự thích thú, sự nghiền, sự đắm chìm ở trong đó. Còn cái tâm tham thọ xả nó cũng bình thường thôi, nó không có một cái gì trạng thái mạnh mẽ, không đỡ, không đỡ là một ấn tượng. Tâm hợp tà có quả nặng hơn tâm ly tà. Hợp tà là nó tương ứng với cái nhận thức sai lầm. Tâm vô trợ có quả nặng hơn tâm hỗ trợ. Đó. Ở đây nó nghiệp, khái niệm karma hay hành động tạo quả. Phần chủ yếu là sự chủ tâm hay cố ý. Chủ tâm cố ý hay còn gọi là tâm sở tư. Không? Quý vị nhớ nha, gọi là tâm sở tư. Tâm sở tư này nó khác với gọi là chữ khái niệm tác ý nha. Khái niệm tác ý là Manasikara. Đến hôm nay rồi, sư nói đi nói lại đây là mấy lần rồi. Hôm sau sư kêu quý vị phân biệt thế nào là tâm sở tư với tác ý. Mà quý vị cho rằng là một á, là sư cha Zero á. Cái ban đầu ngày xưa
Trưởng lão Minh Châu cũng có dịch đó, là chính tác ý là nghiệp, mà vốn là cũng dịch là chữ Chetana này nè. Nhưng mà đó sau đó ông đã đính chính lại qua tác phẩm Thuyết Pháp Tịnh Vô Luận. Chữ tác ý nó là chữ Chetana, còn chủ tâm của ý mới là Chetana. Tác ý là Manasikara, còn chủ tâm hay cố ý là phải Chetana. Trích luôn cái câu Phật ngôn. Chetana năng biết kha về cam măng về đam mê để cái tùy theo nghiệp là sở hữu tư, nghiệp chính là chủ tâm thì cố ý. Do đó nếu sự cố ý mạnh mẽ cho quả nặng và ngược lại, cho nên cái trong cái quá trình nó tạo nghiệp là cái tâm sở tư này, cái tâm sở mà chú ý này nó quan trọng lắm. Rồi ở đây á, là nói đến cái trạng thái hỷ với xả, tâm làm ác với sự thỏa thích tức là thọ hỷ, đương nhiên sẽ có sự cố ý mạnh hơn, nhưng tâm hành sự cảm thọ bình thường, tức là giữa giữa thọ hỷ với thọ xả thì tâm thọ hỷ là mạnh hơn, để lại một cái ấn tượng sâu sắc nhớ hoài. Muốn xóa bỏ cái trạng thái mà một cái hành động mà với cái thọ hỷ kia không phải đơn giản đâu. Hay những tâm mang kiến chấp sai lầm, có sự chủ tâm mãnh liệt hơn những tâm không cố chấp. Nhiên là những cái kiến chấp sai lầm thì nó nặng hơn là cái tâm mà nó đúng đắn vậy. Cũng là một cái trạng thái tâm, ví dụ mình lấy cái tài vật của người kia, mình lấy cái tài vật mình biết rằng mình có sợ nhân quả. Mình biết đây là nhân quả mình thế nào cũng trả, nhưng mà bất đắc dĩ và tâm tham mình không cưỡng chế được cho nên mình mới đi lấy. Nhưng mà cũng với một cái trạng thái tâm á, đi lấy đồ của ta nhưng nói rằng chẳng có nhân quả gì. Chẳng có nhân quả gì, lấy đi. Thì như vậy xét về mình nghĩ rằng cái người không biết là không tội. Nhưng mà bản chất cái người mà không biết nó nặng nề hơn, và bởi vì họ sẽ tiếp tục làm hành động thứ hai thứ ba. Còn người mà họ đã ly tà rồi, họ phân biệt đó là điều sai, họ sẽ không có làm lần thứ hai thứ ba đâu, nếu còn làm, bởi vì cái tâm tham nó mạnh mẽ quá, họ không có kiểm soát nổi, ít ra họ ý thức được. Và chính cái ý thức được đó là cái tâm họ rây rứt đó, quý vị. Còn người mà không ý thức được cái tâm rây rứt đâu. Rồi trong trường hợp những tâm phát khởi mau lẹ sẽ có chú ý, có tâm mạnh hơn những tâm sanh khởi nhờ sự trợ giúp nhiều. Đại khái là cái tâm mà phát khởi mau lẹ nó sẽ thúc đẩy tự nhiên, automatic, nghĩa là nó quá mạnh mẽ rồi, theo cái học thuyết gọi là học thuyết chủng tử ở trong tiếng Pali gọi là Pija. Bây giờ trong trường hợp tiếp theo cũng cái bài này ngài nói nó cũng là hoàn thiện như cái bài, cho nên nó là nhân sinh tâm thiện là gì, bài này chúng ta đã học rồi. Tâm không á, tâm bất thiện chứ, nhân sanh tâm bất thiện, một là tâm không chết tác ý, hai là ở chỗ không đáng ở, ba là thân cận với là các bậc gọi là phi thiện nhân, bốn là đời trước không có thói quen tạo phước, và năm là hướng hướng mình theo tà vệ, tức là có có cái chủ kiến sai lầm đấy. Hướng mình theo tà vệ tức là mình không có cái chú kiến mà mình cứ bị người ta dẫn dắt đi. Như đoạn thứ năm này, hướng mình theo tà vệ tức là có khuynh hướng làm điều ác, luôn hồi bảo bất chánh, có lập trường bất hảo, như một người muốn làm vô côn, muốn trở thành tướng cướp, do thực hành theo những ý hướng bất chánh đó để tạo ra những hành động bất thiện. Như vậy thì cái bài học này là cái bài học là rất là chuyên sâu. Nhưng mà sư nói sư 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 giảng như vậy để sư thấy, để quý vị thấy rằng cũng là tâm bất thiện, nó thở hỷ thở thọ xả không, tâm tham thông thường ở đây nói là chỉ có thọ thở hỷ và thọ xả thôi, nhưng mà như cái bài trước sư nói là 10 bất thiện, có những lúc nó tâm tham mà nó cũng có thở ưu luôn đó. Đó. Cho nên đó, tất cả những cái bài học mà mang tính chú giải của các vị luận sư là các vị đưa theo một cái mẫu số chung nhất, chứ không phải là toàn triệt toàn diện.
Đây là một trong những thông điệp mà sư cũng biết gửi gắm quý vị. Quý vị không chỉ dừng lại học ở trong kinh điển gốc, vì Đức Phật cũng tùy theo kinh cơ mà giảng. Và Đức Phật cũng là chưa đúng lúc để Đức Phật là giảng giải rất là sâu. Đến các vị luận sư, các vị trình bày chi tiết hơn. Nhưng các vị luận sư không có nghĩa rằng là trình bày một cách đầy đủ và toàn diện. Đó cũng là sự khác biệt giữa Đức Phật với các vị tổ sư. Rồi, thôi thì là bài học tối hôm nay là học hai bài như thế. Để nói đến cái việc đó là các trạng thái tâm. Đến 10 thái Phật thiền. Có một bài nữa. Một bài nữa là nói về 10 thiện nghiệp. Cũng phân loại nhóm. À, nhưng mà thôi, muốn học bài đó thì cũng mất nhiều thời giờ. Để chúng ta đầu tư vô cho các bài bài sau. Mà một điều thông điệp Xu Hoàng muốn gửi đến quý vị là Pháp Phật phải học liên tục vô tận. Chứ đừng nghĩ rằng mình học tới bao nhiêu là đủ rồi. Ai mà tự cho rằng mình học bao nhiêu là đủ rồi là tự đứng lại, tự dừng lại, là bị thoái đọa đó. Nên nếu mình hôm nay mình học bao nhiêu chứ còn Pháp Phật nó còn rộng sâu hơn nữa chứ không phải. Nên cũng là mấy bài này thôi, nhưng mà mình học, đọc, suy nghĩ rồi mình hành trì. Mình thấy rằng là mình vướng đủ hết rồi. Chỉ 10 bậc thiện nghiệp đây. Mình lo đoạn trừ cũng ớn cháo với quý vị. Phải không? Tu 10 thiện nghiệp mình cho ngon lành. Là được sanh thiên, đó là cái tối thiểu. Nếu còn cũng là tu 10 thiện nghiệp mà nó viên mãn thì tự động là cái việc là cũng có thể đưa đến sự giác ngộ rồi. Chứ không còn tà kiến, không còn si mê, không còn tham, không còn sân, không còn si mê, khó quá chừng chứ. Nếu mà đoạn trừ ba cái căn bản bất thiện, đoạn sạch sành sanh thì còn gì hơn nữa thưa quý vị. Rồi thôi thì quý vị vừa nghe lại những bài trước, những bài nào sư chưa giảng thì quý vị nghe, mình nghe nghe tới nghe lui, rồi tự đọc sách thêm. Ông thầy giảng cũng là chỉ là một trong những yếu tố để thúc đẩy cái việc học quý vị thôi, chứ không phải là tất cả. Rồi quý vị, cha sư hỏi thăm quý vị đã nộp bài xong hết chưa? Người nào chưa nộp bài mà báo sư hay. Chỉ có miền Bắc cũng phải nộp bài qua cổng luôn rồi. Chưa nộp sát bài thôi chứ cũng phải là nộp bài qua cổng luôn đúng không? Cái tinh thần bình đẳng thì phải miền Bắc miền Nam nhưng cũng phải nộp bài đúng ngày đúng giờ. Rồi quý vị làm bài, quý vị có thấy những điều gì khám phá mới khi làm tiểu luận của mình không? Thầy Thiện Đăng nói cho sư nghe, thầy đã làm đề tài gì? Dạ mô Phật, bạch thầy, bà sư, con làm đề tài trong vấn đề tăng ni trong chùa, bạch sư. À thôi, một nỗi ưu tư trăn trở ha. Ừ, cũng tốt. Trần Quốc Hưng, chú làm đề tài gì? Không nghe chú Hưng ơi. Tức là biết nha, bên đó bị trục trặc gì rồi. Thôi, nó trục trặc rồi thôi. Vâng anh. Vâng An chứ, Vâng An. Dạ mô Phật, con bà sư là con học khóa 8, con chưa có học cái môn này của sư gạ mô Phật. Tại con dư con học thôi. Dạ. Học rồi mới mốt học lại. Dạ con chưa học đến môn này, con mới học học kỳ 2 ạ. Dạ. Liên thường làm được cái gì? Dạ, và kính bạch sư phụ, con làm đề tài mà phản ánh tình trạng đạo đức của xã hội ngày nay ạ. Sao không chịu chọn một cái đề tài nó sắc sắc làm ở trong chùa cho sư phụ coi cái gì của đẹp. Ở trong chùa có nhiều giải pháp quá nên con làm không có
Làm nhiều quá không có thời gian, nếu mà đưa đưa cái giải pháp hiện thực của chùa chắc con làm cỡ 30-40 trang mới đủ. Đâu, nghiên cứu một trường hợp thôi, một cái chùa nào, một tịnh xá nào mình đi qua, rồi mình nghiên cứu chuyên sâu, trình bày cái ưu tư mình nhé. Một đề tài xã hội thì sư cũng thuận thôi, nhưng mà đối với Tăng Ni, sư nói thật lòng, Tăng Ni làm đề tài Tăng Ni, sư sẽ thấy rằng là quý vị cơ hội trải lòng hơn. Còn ở bên ngoài thì một dạng mình không dám nói thẳng nói thật ở trong chùa, cho nên phải mượn đề tài xã hội, cho nên phải làm đề tài Tăng Ni, phải làm đề tài trong chùa, sư thấy rằng nó ok hơn. Còn bây giờ như các vị cư sĩ thì không dám nói rằng chuyện trong chùa, bởi vì các vị không có trải nghiệm, cho nên thì thôi thì phải mượn chuyện thế cơ quan quý vị ở trong chùa, mình phải nói thiệt chuyện trong chùa chứ, mới gì không dám trải lòng. Đây là cơ hội trải lòng để cho là mình trăn trở chứ, mình ưu tư chứ. Mình nghĩ về là thế nào cho Phật pháp được trường tồn hơn, được lâu dài hơn, vân vân, không? Chứ còn đối với cư sĩ ngồi thì đương nhiên rồi, không dám nói chuyện trong chùa, quý vị sợ nói nó đụng chạm rồi nó cũng phạm thượng, và mình không có ở trong chùa nên cũng không biết hết được. Còn mình ở trong chùa thiệt cứ nói trong chùa chứ mới gì đâu. Sư cô Quảng Hoa nói, sư nói cho sư nghe làm đề tài gì. Sư con muốn làm đề tài một ạ, luôn đề tài thực trạng là tăng ni trong chùa ạ. Có sao đâu. Có những điều mình nói mình không giải quyết được rồi, nó có vấn đề quý vị sẽ biết chắc là thế. Mình không phải, bởi vì muốn giải quyết nó phải là cộng hưởng nhiều thứ. Nhưng dẫu xa đi nữa, đó cũng là cái hồi báo của mình chứ, có sao đâu. Đạo Phúc làm đề tài gì? Bạch sư, con làm đề tài của một ạ. Chuyện ở cơ quan ạ. Chuyện cơ quan đấy, có sao đâu, cứ vậy đó, là mình lấy việc thật rồi mình cũng tự đưa ra những giải pháp, có thể những giải pháp đó nó không có giải quyết được, bởi vì là cái môi trường mình nó cũng chưa phải là cái môi trường mình quyết định tối cao, mình chưa phải là sếp, mình phải sếp tổng đâu, mà mình chỉ là một nhân viên thường, khó mà chuyển hóa hết, nhưng ít ra chúng ta đã thấy được vấn đề. Ví dụ vậy. Cái ai làm đề tài gia đình không? Giơ tay sư nghe. Gia đình, lấy gia đình của mình để khảo cứu. Tọa đạt làm đề tài gì? Dạ con bạch sư, con đề tài về sự thiết lập truyền thông của con với ba của mình sau trước khi mà học Phật pháp, và sau khi học Phật rồi đi xuất gia và thấy được những cái vấn đề mà trước khi mình chưa có mở lòng với người thân của mình, nhưng mà sau khi học Phật rồi thì mình hiểu ra được đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến cái ứng xử, và thấy được cái nghiệp báo sinh ra trong một cái gia đình, và mình là chấp nhận hơn, mình mở lòng hơn. Rồi, rất là hay. Đây là một trong những sư sẽ hỏi phỏng vấn quý vị hôm sau á, là cái bài học của chúng ta là quý vị hãy trình bày cái đề tài tham luận. Quý vị sư đã có nhận bài quý vị rồi, là sư đọc lướt 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 rồi để quý vị nghe trình bày chia sẻ cho đại 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 chúng được học hỏi. Điểm số thì nó cũng có chênh lệch nhau bao nhiêu lắm đâu, chỉ người trường hợp nào viết kém quá không biết gì hết thì sư mới là cho điểm rớt. Hoặc chứ còn bình thường thì chắc là cũng điểm 30 mấy đồ là cơ bản là vậy, không? Cho nên sư xét ra là điểm số quan trọng lắm đâu. Dĩ nhiên là cũng phải chấm với cái khách quan, cái công sức quý vị chăm chút từng con chữ rồi từng làm bản thống kê tìm hiểu vân, sư cũng phải chấm điểm cao. Còn căn bản là sư cũng ghi nhận rằng là quý vị là có làm hết rồi, nhưng mà cũng có phải chấm, có nhiều trường hợp chẳng làm gì cả rồi trơn, viết cái hai ba trang rồi sao được. Cái đó thì nếu mà sư không chấm sao được, thì cũng vẫn phải chấm. Hôm sau cái bài học của chúng ta hôm sau là sư sẽ hỏi quý vị đã làm đề tài gì, trình bày 5 7 phút.
Để cho mỗi người là tự trình bày, xong rồi trình bày cái giải pháp, những vấn đề phải đi tìm cái nguyên nhân của nó và cái giải pháp mà mình, nếu ví dụ thầy Tuệ Đạt cũng đã thấy được vấn đề và cố gắng kết nối truyền thông giữa mình với cha, để cho mình đem ánh sáng Phật pháp mình mới soi rọi được ông, chứ không kết nối làm sao, không cùng một hệ quy chiếu làm sao mà đem ánh sáng Phật pháp cho ông được. Đó là những đề tài hay á. Nên chấm cái môn đạo đức này nó cũng phải dựa vào thực tế một chút xíu nữa, chứ không phải chỉ cái văn hay chữ tốt không. Sư mà chấm văn hay chữ tốt, đến khi mà sư thấy cái việc hành xử quý vị nó phũ phàng cái sư cũng buồn nữa. Ủa chứ sao hồi đó sư chấm người ta đậu môn này ta. Rồi thôi, chân kính chúc đại chúng được về sức khỏe. Khi nào đủ duyên chúng ta học tiếp. Cảm ơn. Ngàn đêm công đơn này hướng về thăm tăng tạng để từ và chúng sanh đều trọn lành phật rồi. Tối hôm nay học khuya 10:30 rồi, chúc lành đến đại chúng một đêm thật bình an. Chúng con xin Chúng xin trang. Thầy Minh Thuận, Minh Thuận nãy giơ tay, Recording stopped. dạ chưa chưa kịp hỏi, giờ giơ tay mình có gì nói không, hay là mình chia sẻ cái đề tài. Minh Thuận, rất là Dạ mô hợp một chân đó. ai sao để tay là bởi vì trả lời câu hỏi sư Hoàng hả? Dạ mô hợp chắc tại vì mạng con yếu á, nên nó bấm lên nó lên hơi trễ và thằng thọ. Rồi trả lời mình muốn ăn làm đề tài gì. Dạ con chọn hai, tức là về đề tài cái tuổi già của người tu sĩ và thằng thọ. Cũng hay á. Tại vì con thấy hiện tại con không phải so sánh, nhưng mà con thấy ví dụ như quý cha ở bên Đạo Thiên Chúa thì họ có một cái trại dưỡng lão, khi cái cha làm công việc Phật sự xong họ có chỗ nghỉ, còn khi chưa tông đức cái ngài dành cả thời gian và thanh xuân cống hiến cho Tam Bảo và làm phụng sự, thì tới khi tuổi già nếu cái ngài có đệ tử họ phụng dưỡng thì tốt, còn có những người họ không có, tới giai đoạn phải đi về nhà để cho con cháu phải chăm sóc á bà thằng tòa. Đây là một đề tài tài cũng nhiều nhiều trăn trở ha. Giáo mình thì ở mỗi chùa một tịnh xá đều sắp xếp bố trí được, nhưng cũng có nhiều cái chỗ cũng y như thầy nói rất đau lòng. Đau lòng rồi là cuối cùng là con cháu nó cũng thương thương bố thương cha thương mẹ, mình phải trở về ở chùa ở nhà. Đó cũng là một cái tình trạng thực tế đấy. Tình trạng thực tế mà không riêng Bách Tông đâu, để sư nói quý vị nghe nghe cho khất sĩ cũng đã rơi vào một số trường hợp đó rồi. Dù khất sĩ là trong cái phạm vi nhỏ hơn nhiều so với Bách Tông ấy, thế đã rơi vào cái trường hợp đó. Một số vị phải đem về con cháu đem về nuôi tội nghiệp lắm, nuôi về cả cuộc đời tu hành thọ giới tỳ khưu rồi, y áo trang nghiêm chừng về giống như bọn bộ đồ, giống như người đời người con cháu chăm sóc thấy tội nghiệp. Đó là một cái trăn trở lớn ha. Cho nên nó là môn đây cái cơ hội giống như cái trải lòng ấy mà, cho nên về ai mà muốn làm trải lòng lại thì nộp bài đã nộp rồi, bây giờ làm tiếp lại bài hai rồi xin con xin nộp lại bài này để con làm cái bài để trải lòng hơn thì sư cũng ok luôn. Sư muốn cho các vị tư duy học hỏi, chứ đâu phải là sư chỉ các vị chỉ làm bài máy móc đâu. Không, đó là những cái đề tài ưu tư trăn trở cho một nền Phật giáo vậy, sư rất là mừng, sư rất là vui. Đó.
Rồi thôi thì lần sau nhớ học là bài đã nộp hết rồi, nên nên quý vị cũng thuận theo bài đã nộp và trình bày cho đại chúng nghe. Bài của con là dễ 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 5 phút 10 phút gì do sư yêu cầu. Nếu sư nói 10 phút thì nói 10 phút, nói 5 phút thì nó ngắn gọn. Ừ, ha. Rồi hôm sau chúng ta chia sẻ cái này để tất cả chúng ta sẽ được học hỏi lẫn nhau. Ừ. Và sư cũng sẽ phân tích những điểm được và điểm chưa được trong cái bài, trong cái suy tư của quý vị, và các bạn khác cũng có thể góp ý nữa. Đó là tinh thần là kiến thức duyên chỉ giải cho nhau á, chiến hòa đồng giải là vậy đó. À. Rồi thấy vậy nha, rồi chúc lành đến quý vị, chúc quý vị nghỉ ngơi rồi ăn lạc. Ừ. Xin tắt máy đi. Chính xác.